Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Mọi yêu cầu hoặc góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Sau đây là bộ truyện Cổ Chân Nhân. Tập 46. Chương 451. Địa Linh. Ngọn núi Thạch Anh phản chiếu bóng hình hơi mờ, một mảnh phấn hồng, tựa như ảo mộng. Phương Chính đứng ở chỗ này có thể thấy rõ ràng, trên ngọn núi đã có bóng người đang leo lên. So sánh với toàn bộ ngọn núi Thạch Anh, những người này nhỏ bé như những con kiến. Người đầu tiên trèo lên đỉnh núi thì có thể giành được truyền thừa hộ tiên. Trong lúc đó, Phương Chính nhớ tới lời nói của tiểu nữ hài thần bí kia. Tiểu nữ hài thần bí kia là ai? Leo lên ngọn núi đối diện, thật sự có thể thừa hưởng truyền thừa hộ tiên. Thời điểm Phương Chính đang không chắc chắn, trong lòng truyền đến âm thanh lo lắng của Thiên Hạc thượng nhân. Đồ đệ ngu ngốc, ngươi còn do dự cái gì? Nhanh leo lên ngọn núi này đi. Sư phụ. Phương Chính vừa mừng vừa sợ, tiểu nữ hài kia là ai? Còn nữa, vì sao cổ trùng của con đều không sử dụng được nữa? Bây giờ ngươi nhanh chóng chạy tới, tận dụng hết thời gian. Ta sẽ giải thích cho ngươi nguyên do, ngươi cố gắng nghe cho rõ. Thiên Hạc thượng nhân vội vàng giải thích, lần này truyền thừa hộ tiên không thể coi thường, chính là một bản truyền thừa cổ tiên hoàn chỉnh. Chỉ có duy nhất một người thừa kế, người nào có thể có được nó thì sẽ có thể bay vọt lên trời cao, có nhiều khả năng ngày sau đắc đạo thành tiên. Những người còn lại sẽ không nhận được bất kỳ chỗ tốt nào, thu hoạch gì cũng sẽ không có. Tiểu nữ đồng, ngươi thấy vừa rồi đó chính là truyền thừa cổ tiên. Chỉ khi ngươi là người đầu tiên trèo lên đỉnh, trở thành chủ nhân của nàng, mới có thể có được truyền thừa cổ tiên. Phương Chính vừa chạy, vừa nhìn ngọn núi. Từ nhỏ y sinh sống ở Nam Cương. Nam Cương nhiều núi, đương nhiên y biết đạo lý nhìn núi cũng là ngựa chết. Sư phụ, từ chỗ con đến ngọn núi Sơn Thạch còn rất xa xôi. Những người kia cũng đã leo lên đỉnh núi rồi, khoảng cách này quá lớn. Cổ di động của con cũng không dùng được thì sao có thể thi? Thiên Hạc thượng nhân hừ một tiếng, rốt nát. Đây là đất lành của hồ tiên, trời đất ở nơi này không giống bình thường. Mặc dù hồ tiên đã chết, nhưng ý chí vẫn còn ở đó. Cổ di động của ngươi đã bị ý chí hồ tiên cấm chế, đương nhiên không sử dụng được. Những người khác cũng giống như vậy, cổ trùng gì cũng không sử dụng được. Ngươi muốn đến đỉnh núi, chỉ có thể dựa vào thể lực của mình, hoàn thành thử thách này. Phương Chính nghe xong, không khỏi nản lòng, không sử dụng được cổ di động, chênh lệch lại lớn như vậy, sao con có thể đuổi kịp được chứ? Thật kỳ lạ, chúng ta liên tiếp tiến vào cánh cửa, tại sao chênh lệch lại lớn như thế? Thiên Hạc thượng nhân đáp, đây là đất lành cổ tiên. Tốc độ trôi qua của thời gian không giống nhau. Bên ngoài một ngày, nơi này đã qua 5 ngày. Các ngươi ở ngoại giới, từng người tiến vào cánh cửa, thời gian chênh nhau rất ngắn. Nhưng vừa tiến vào nơi này, chênh lệch về thời gian bỗng nhiên dài ra. Bằng không tại sao lại tỷ võ phải quyết định thứ tự thắng bại chứ? Mỗi một thứ tự đều tượng trưng cho ưu thế nhất định. Người về sau cùng, cơ bản không có hy vọng chiến thắng. Thì ra là thế. Lúc này, Phương Chính mới hoàn toàn hiểu rõ thứ tự trong tỷ võ quan trọng đến mức nào. Nhưng cũng tiếc, sức mạnh của y chưa tới, về mặt thực lực quả thật không bằng người khác. Thập đại phái là thủ lĩnh Trung Châu, Tàng Long Ngọa Hổ, nội tình thâm hậu đến cực điểm, coi như là siêu cấp gia tộc Nam Cương cũng với không tới. Trong thế hệ đệ tử tinh anh lần này, Phương Chính và nhóm người Bích Hà Tiên Tử, Cổ Đình, Ngụy Vô Thương chỉ có thể coi là cấp độ thứ hai. Trên cấp độ thứ hai, chia ra có nhóm người Phượng Kim Hoàng, Ứng Sinh Cơ, Tiêu Thất. Sau lưng bọn họ đều có cổ tiên làm chỗ dựa, bối cảnh cực kỳ thâm hậu. Vừa nâng tay lên, lập tức được dốc lòng bồi dưỡng. Tài nguyên cung cấp vô cùng dồi dào, chưa bao giờ thiếu. Thậm chí, thỉnh thoảng còn sẽ có cổ tiên xuất hiện, trực tiếp chỉ dạy. So sánh với bọn họ, nhân vật như Phương Chính chẳng qua chỉ là tiểu tử nông thôn. Mặc dù có chút kỳ ngộ, nhưng sao có thể sánh với việc được cổ tiên ủng hộ. Thứ tự của con không cao, vậy cũng không có cách nào. Tỷ võ con đã dùng hết toàn lực,
cho dù là 7 phi hạc mỏ sắt cũng gần như tổn hao hết. Trong lòng Phương Chính tiếc nuối, lại rất bất đắc dĩ. Nhưng y nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Sư phụ, nếu ở chỗ này không cách nào thôi động cổ trùng, vậy tại sao người vẫn có thể nói chuyện với con như cũ? Sư phụ, vẫn là lão nhân gia người có thủ đoạn, người thật sự quá lợi hại. Ha ha ha, thiên hạc thượng nhân nhịn không được cười ha ha. Đồ đệ ngu ngốc, rốt cuộc ngươi cũng nhận ra được điểm này. Có điều, ngươi đã xem trọng sư phụ ta rồi. Khi ta còn sống chỉ là ngũ truyền, sau khi chết hồn phách ký thác vào bên trong ký hồn tào, càng không coi vào đâu cả. Sở dĩ có thể nói chuyện cùng ngươi, đó là nhờ phương pháp của Thái Thượng Trưởng Lão Hạc Phong Dương Đại Nhân Tiên Hạc Môn ta. Phương Chính à, ngươi phải nhớ kỹ, trên thế giới này, chỉ có cổ tiên mới có thể đối phó cổ tiên. Thái Thượng Trưởng Lão Hạc Phong Dương. Trong lòng Phương Chính tràn đầy kinh ngạc, có rất nhiều cổ tiên ẩn mình trong Tiên Hạc Môn. Trong đó có một vị Hạc Phong Dương, không ngờ ông ấy lại có liên quan đến mình. Thiên Hạc Thượng Nhân Ngữ Trọng Tâm Trường nói, Phương Chính, truyền thừa hổ tiên không thể coi thường, có được địa linh. Nói cách khác, mảnh đất lành này có ý chí riêng của nó. Cho dù cổ tiên mạnh mẽ tấn công cũng không chiếm được lợi ích. Địa linh đơn thuần nhưng cố chấp, kế thừa chấp niệm của chủ cũ. Nếu liều mạng, cho dù địa linh chống đỡ hết nổi, cũng sẽ lựa chọn hủy diệt bản thân mình, dẫn đến đất lành sụp đổ. Cổ tiên tiến công cũng sẽ bị thương, tổn thất nặng nề, lấy giỏ trúc mà múc nước tốn công vô ích. Bởi vậy, bọn họ điều động những đệ tử tinh anh như các ngươi tới. Lần tỷ võ này, Linh Duyên Trai xuất hiện một phượng kim hoàng, quả thực rất lợi hại. Thiếu nữ này có thể xưng là kiêu tử bên trong kiêu tử, ngạo thị đàn luân, rồng phượng trong loài người. Nội tình của ngươi chưa đủ, thua dưới tay nàng cũng là chuyện bình thường. Nhưng Tiên Hạc Môn chúng ta chưa hẳn thất bại. Ngươi chính là hy vọng chờ mình của Tiên Hạc Môn chúng ta. Con, Phương Chính không khỏi mở to hai mắt, không ngờ mình lại được ký thác hy vọng lớn như thế. Y bỗng nhiên ngộ ra, trận tranh đấu truyền thừa hổ tiên nhìn thì tựa như đệ tử tinh anh 10 phái tranh đấu, nhưng thực ra là cuộc đỏ sức của 10 phái lớn. Y và những người kia đều là quân cờ, mà cổ tiên 10 phái lại là kỳ thủ. Bọn họ ở phía sau màn, bài binh bố trận, tranh đấu cạnh tranh lẫn nhau. Mà chính y tỉnh tỉnh mê mê, bị Tiên Hạc Môn chọn làm vũ khí bí mật. Sư phụ, hy vọng của môn phái đối với con có hơi lớn quá không? Bây giờ, con cũng không sử dụng được cổ trùng, làm sao có thể làm người chiến thắng duy nhất? Ha ha ha! Thiên Hạc Thượng Nhân đắc ý cười ra tiếng, Phương Chính, ngươi có biết ngọn núi Thạch Anh này là cái gì không? Đây chính là núi Đáng Hồn tiếng tăm lừng của truyền thuyết nhân tổ. Núi Đáng Hồn, Phương Chính kinh hô một tiếng. Truyền thuyết của nhân tổ, ở cái thế giới thông tin được truyền bá rộng rãi này, Phương Chính đương nhiên biết đại danh núi Đáng Hồn. Thiên Hạc Thượng Nhân tiếp tục nói, sinh linh dưới gầm trời này, chỉ cần đi vào phạm vi núi Đáng Hồn, hồn phách của bọn họ sẽ phải tiếp nhận sự chấn động. Càng gần đỉnh, lực chấn động này lại càng mạnh. Rất nhiều sinh linh hồn phách không mạnh, thường đến chỗ sườn núi sẽ bị thanh trừ đến hồn phi phách tán. Đương nhiên, đây là truyền thừa chính đạo, không nguy hiểm giống truyền thừa ma đạo. Uy năng của núi Đáng Hồn đã bị linh áp chế trụ, giúp cho những đệ tử, tinh anh các ngươi có thể leo lên đỉnh núi. Nếu như có người chống đỡ không nổi sẽ bị địa linh tống ra ngoài. Có thể nói, ngươi không gặp chút nguy hiểm đến tính mạng nào cả. Giọng điệu của Thiên Hạc Thượng Nhân càng thêm nghiêm túc. Phương Chính, kế tiếp ta sẽ nói chuyện quan trọng nhất, ngươi cẩn thận nghe rõ ràng. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 452, thời đại này cha nuôi không dễ làm một. Khi ngươi còn nhỏ, cả tộc đã bị giết một cách tàn ác, mà hung thủ không ai khác là ca ca ruột của ngươi. Ngươi lập chí báo thù, ý chí kiên định. Gặp đại biến như vậy, hồn phách của ngươi không ngừng luyện tập, vượt xa người đồng lứa. Nhưng so sánh với Phượng Kim Hoàng, Tiêu Thất Tinh thì còn có chênh lệch.
Nhưng ngươi không nên nản chí u rũ. Mưu tính của Hạ Phong Dương đại nhân chính là kỳ diệu ở chỗ này. Ông ta ngầm thi hành thủ đoạn, khôi phục ký hồn tào. Tiếp đó, ta sẽ dùng hồn phách của ta để ủng hộ ngươi, đẩy ngươi lên đỉnh núi đáng hồn. Thiên Hạc Thượng Nhân là cổ sư ngũ truyền, rèn luyện cả đời khó có thể đếm xuể. Đồng thời tuổi thọ kéo dài, kinh nghiệm phong phú, nội tình bên trong hồn phách đương nhiên phải mạnh hơn nhóm người Phượng Kim Hoàng nhiều, Tiêu Thất Tinh. Những thiên chi kiêu tử này, mặc dù hăng hái, tiền đồ không thể đo lường, nhưng giai đoạn hiện tại so với Thiên Hạc Thượng Nhân, nội tình bên trong hồn phách vẫn chưa đủ. Phương Chính vừa vui vừa lo, có sư phụ tương trợ, con sẽ có khả năng chiến thắng. Nhưng làm chuyện lừa đảo dối trá như vậy, phải chăng không được công bằng? Nếu như bị cổ tiên khác phát hiện thì phải làm gì cho phải đây? Thiên Hạc Thượng Nhân hừ một tiếng, khiển trách, tiểu tử ngốc, đây không phải là gian lận, mà là năng lực, là tài hoa. Có năng lực tài hoa, đương nhiên sẽ có được truyền thừa cổ tiên. Đó chính là công bằng. Ngươi yên tâm, phía sau ngươi chính là Tiên Hạc Môn, có Hạc Phong Dương, đại nhân che chở ngươi, cổ tiên khác sẽ không dễ dàng động tới ngươi. Huống hồ nhóm cổ tiên không thể tiến vào đất lành. Vừa tiến vào đất lành, bọn họ sẽ nhận công kích của địa linh. Bởi vậy, cho dù bọn họ phát hiện mánh khóe, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Ha ha ha, địa linh lợi hại như vậy, ngay cả cổ tiên cũng không phải là đối thủ. Phương Chính cảm thấy kinh ngạc, một bên liều chết công kích, một bên sợ ném chuột vỡ bình. Hơn nữa địa linh và phúc địa là một thể, ở bên trong phúc địa, địa linh chính là thần tiên, thiên địa đều phải chịu thao túng. Nắm giữ địa linh thì có thể nắm giữ phúc địa. Thiên Hạc Thượng Nhân đáp. Phương Chính bỗng nhiên lóe lên linh quang. À, con hiểu rồi, tiểu nha đầu vừa nhìn thấy kia chính là địa linh. Ha ha ha. Thiên Hạc Thượng Nhân cười to. Đồ đệ, ngươi cũng không ngốc lắm, cuối cùng đã lĩnh ngộ được. Không tệ, cô bé kia chính là địa linh hồ tiên. Một đường sông về trước, dũng cảm tiến tới. Ngọn núi đáng hồn cực kỳ khó leo, ít nhất phải leo một năm nửa năm. Để phòng ngộ nhỡ, vi sư sẽ không nói nhiều nữa, chỉ âm thầm trợ giúp ngươi. Ngươi có sự trợ giúp của ta, ít ra còn có 80% cơ hội đoạt được truyền thừa hồ tiên. Chỉ cần có được truyền thừa hồ tiên, ngươi sẽ bay vọt trời cao, từ tên ăn mày biến thành phú ông, một hơi ăn thành tên mập mạp. Đây là một bước lên trời. Con đã hiểu, sư phụ. Con sẽ cố gắng hết sức, sẽ không để cho lão nhân ra ngài thất vọng. Đôi mắt hổ của Phương Chính lóe lên ánh sáng kiên quyết. Đi thôi, toàn bộ Thiên Hạc Môn đều đang nhìn ngươi. Thiên Hạc Thượng Nhân nói một câu, cổ vũ Phương Chính, nhóm một ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng y. Phương Chính không khỏi hăng hái hẳn lên. Mấy tháng sau, Nam Cương, núi Tam Xoa, trong một hang động rộng rãi, một bữa tiệc được tổ chức đầy đủ. Trong bữa tiệc, nhóm cổ sư ăn uống linh đình, đèn đuốc sáng trưng, mùi đồ ăn bay khắp bốn phía. Nào nào nào, mọi người ăn nhiều uống nhiều, không cần câu nệ. Bách Tuế đồng tử ngồi ở vị trí chủ vị, ngắm nhìn chung quanh, lớn tiếng kêu gọi. Bách Tuế đồng tử một thân áo bào đen, nhìn như một đứa bé 8-9 tuổi, thực ra lão ta đã hơn 180 tuổi rồi. Trên thế giới này, trong tình huống bình thường, tuổi thọ của con người chỉ khoảng 100. Muốn gia tăng tuổi thọ, phương pháp tốt nhất chính là tìm được cổ thọ. Nhưng cổ thọ khó tìm, lại cực kỳ ít ỏi. Người là linh hồn của vạn vật, ai ngại tuổi thọ của mình nhiều, lập tức nghĩ đến rất nhiều phương pháp khác. Bách Tuế đồng tử chính là ví dụ như vậy. Mặc dù lão ta không tìm được cổ thọ, nhưng lại có được cổ hoàn đồng, tích tụ lực sinh mệnh, phóng thích từ từ, nhờ đó đạt được hiệu quả kéo dài tuổi thọ. Có điều, tác hại của phương pháp này chính là cơ thể, dung mạo của lão ta sẽ cố định ở diện mạo 8-9 tuổi. Bách Tuế đồng tử là tu vi tứ truyền cao giai, đồng thời còn có kinh nghiệm phong phú của hơn 180 năm, không hổ danh là thế hệ trước của ma đạo. Lão ta tuổi già thành tinh, giao du rộng rãi, thích tổ chức tiệc rượu, mở tiệc chiêu đãi nhân vật khắp nơi. Có đôi khi, lão ta cũng chỉ bảo một số người mới
truyền thụ một chút kinh nghiệm. Ở trong ma đạo, lão ta có tiếng luôn dìu dắt hậu bối. Một số cổ sư ma đạo được lão ta dìu dắt đã nhận lão ta làm cha nuôi. Dần già, bên cạnh Bách Tuế đồng tử tập trung một đám con trai nuôi con gái nuôi, hình thành một thế lực tương đối khổng lồ. Hôm nay tham gia tiệc rượu có rất nhiều con trai nuôi con gái nuôi của lão ta. Cũng có khách quý, thí dụ như Nham Tích Lý Cường, Bạo Hỏa Tinh Bao Đồng, đều là nhân vật có tên tuổi trong ma đạo, không thể coi thường. Thực lực của Dịch Hỏa Thương Gia quả thực cường đại, che lấp bốn vị tứ truyền đỉnh phong khác. Trên núi Tam Xoa, trước mắt không có người nào có thể chống lại. Đại sư luyện cổ Phong Thiên Ngữ tới, đồng ý luyện cổ cho Dịch Hỏa. Không cần biết luyện được cổ gì, chiến lực của Dịch Hỏa nhất định càng thêm cường đại. Trong bữa tiệc, chủ đề mọi người bàn luận nhiều nhất đương nhiên là cục diện trước mắt trên núi Tam Xoa. Dịch Hỏa đến từ Thương Gia, đại diện cho chính đạo. Ông ta cường thế, ảnh hưởng rất lớn, dẫn đến toàn bộ cổ sư ma đạo núi Tam Xoa đều bị đặt ở thế yếu. Lúc tranh đấu đều không ngóc đầu lên được, cảm giác sợ đầu sợ đuôi. Mặc dù Dịch Hỏa cường đại, nhưng cuối cùng cũng chỉ là tứ truyền đỉnh phong. Nếu như Thiết Bá Tu còn sống, nhất định có thể tranh một trận, ông ta cũng sẽ không như bây giờ, danh tiếng mạnh mẽ như vậy. Vừa nhắc tới Thiết Bá Tu, mọi người không khỏi nghĩ đến Phương Nguyên. Trước mấy ngày, Tiểu Thú Vương lại giết Úc Thương. Đây là cổ sư lực đạo thứ tư ông ta giết trong tháng này rồi. Có người nhỏ giọng nói, Úc Thương là cổ sư chính đạo, đến từ một gia tộc cỡ nhỏ, Úc Gia. Sau khi Phương Nguyên giết chết Thiết Bá Tu, khí thế cường thịnh, năm lần bảy lượt tìm người gây sự, chém giết cổ sư ma đạo hoặc chính đạo, hung uy hiển hách, danh tiếng giết người chấn nhiếp một phương. Hai lỗ tai Bách Tuế đồng tử chấn động, lão ta rất nhạy cảm, nghe được danh hiệu Tiểu Thú Vương, sắc mặt trở nên hơi khó coi. Phương Nguyên giết Phi Thiên Hồ Tiết Tam Tứ, chính là cô con gái nuôi của lão ta. Lão ta vốn tuyên bố với bốn phía, muốn gây sự với Phương Nguyên. Nhưng sau khi Phương Nguyên giết Thiết Bá Tu, lão ta lập tức hành quân lặng lẽ, không còn bàn tán về Phương Nguyên nữa. Hừ, mặc dù Tiểu Thú Vương cường đại, nhưng cũng là được truyền thừa Tam Vương trợ giúp. Hắn biết rất nhiều bí mật liên quan tới truyền thừa. Bởi vậy, mỗi lần tiến vào truyền thừa, thu hoạch cũng được nhiều hơn chúng ta. Lý Nhàn, người giao dịch với hắn, đối với tình hình của hắn biết được rõ ràng hơn. Có phải có chuyện như thế hay không? Nham Tích Lý Cường bỗng nhiên lớn tiếng nói. Lý Nhàn gật đầu, đúng là có chuyện như thế. Mấy tháng qua, Tiểu Thú Vương cũng nhiều lần bán một số bí mật của truyền thừa Tam Vương ra ngoài. Theo như lời nói của hắn, trong 10 câu có 9 câu đều là thật, đều đã được nghiệm chứng. Ví dụ, giai đoạn trước của truyền thừa Tín Vương, hắn cung cấp thông tin cho dân luyện cổ, còn có một chút kinh nghiệm về truyền thừa Huyền Vương. Tiểu Thú Vương khẳng định còn có rất nhiều bí mật quan trọng giấu ở sâu trong nội tâm. Lần này vận khí của hắn thật sự rất lớn, dựa vào truyền thừa Tam Vương, chiến lực càng ngày càng mạnh. Hiện tại, hắn là một trong những người có khả năng kế thừa truyền thừa Tam Vương nhất. Bạo Hỏa Tinh Bao Đồng vừa uống rượu vừa nói, trong giọng nói tràn ngập sự ước ao ghen tị. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 453, thời đại này cha nuôi không dễ làm hai. Thực lực của Phương Chính càng ngày càng mạnh, cổ trùng trong tay cũng chịu khó đổi mới. Mấy tháng nay, hắn và Bạch Ngưng Băng liên thủ cùng một chỗ, quả thực là một đôi gian phu dâm phụ. Hai người này cấu kết với nhau làm việc xấu, thông đồng gài bẫy người khác. Không biết bao nhiêu người gặp phải thủ đoạn hiểm độc này rồi. Tiểu Thú Vương dã tâm cực lớn, từ lúc tiến vào núi Tam Xoa đến bây giờ, hắn nhiều lần khiêu chiến cổ sư lực đạo bốn phía. Gần đây còn tuyên bố muốn trở thành đệ nhất nhân lực đạo, hồi phục vinh quang lực đạo thượng cổ. Cũng may ta không phải cổ sư lực đạo. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Phương Nguyên chỉ chủ động đối phó cổ sư lực đạo. Điều này dẫn đến cổ sư lực đạo người người cảm thấy bất an. Còn cổ sư phái khác thì sống chết mặc bây.
ôm tâm thái xem kịch cười trên nỗi đau của người khác. Mặc dù Phương Nguyên hành xử phách lối, nhưng không làm cho nhiều người phẫn nộ. Thứ nhất, chiến lực của hắn cường hãn, lại có năng lực bay trên, không, thực sự khó đối phó. Thứ hai, hắn chủ động tiết lộ rất nhiều tin tình báo về truyền thừa Tam Vương, trái lại dẫn đến rất nhiều người muốn nịnh bợ hắn. Thứ ba, hắn chỉ đối phó cổ sư lực đạo, chỉ đối phó một loại người, cũng không mù quáng khiêu khích tất cả cổ sư. Bách Tuế đại nhân, ngài phải cẩn thận đấy. Ta nhớ rõ, ngài cũng là cổ sư lực đạo. Tên Man Tử Phương Chính kia đùa nghịch lung tung, thật là ngang ngược không biết lý lẽ, hung ác bá đạo. Nham Tích Lý Cường nhìn sâu vào Bách Tuế đồng tử, giống như có ý tốt khuyên nhủ. Bách Tuế đồng tử thở dài trong lòng. Lão ta nào có thể đoán được Phương Nguyên dữ dội như vậy? 2. Giang Sơn đời nào cũng sinh ra tài tử. Thời gian gần đây, nhân vật mới xuất hiện lớp lớp. Mấy năm trước xuất hiện một cái ma vô thiện, hiện tại lại xuất hiện tiểu thú vương. Thói đời này càng ngày càng khó lăn lộn, cha nuôi cũng không dễ làm mà. Bách Tuế Đồng thì nghĩ như vậy trong lòng, nhưng ngoài miệng lại cứng rắn như cũ. Hừ, trời muốn để người diệt vong, trước phải khiến hắn điên cuồng. Tiểu thú vương càng ngày càng điên, càng ngày càng cuồng, cách diệt vong đã không xa. Hắn giết con gái nuôi Tiết Tam Tứ của ta, lão phu sớm muộn cũng phải tìm hắn báo thù. Thế nhưng không vội, chờ đến qua truyền thừa Tam Vương, ta sẽ chậm rãi tìm hắn tính sổ. Việc cấp bách bây giờ vẫn là truyền thừa Tam Vương. Nói đến đây, lão ta lại nhắc đám con trai nuôi con gái nuôi chê bàn rượu. Các ngươi cũng phải hiểu rõ nguyên tắc ưu tiên, chuyện gì làm trước, chuyện gì làm sau. Truyền thừa Tam Vương, trăm năm khó có được một, là kỳ ngộ cực kỳ hiếm có. Các ngươi phải tận lực nắm chặt, bỏ qua thì phải hối hận cả đời. Ngụ ý, các ngươi phải tránh nảy sinh xung đột với tiểu thú vương. Cha nuôi nói đúng lắm. Lời của cha nuôi rất có đạo lý, khiến người tỉnh ngộ. Không sai, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Tiểu thú vương cũng nhảy nhót không được bao lâu nữa đâu. Hắn giết Thiết Bá Tu, lại truy sát thiếu chủ Thiết gia. Đợi đến khi hắn không chống nổi sự đuổi bắt của Thiết gia rồi nói sau. Con nghe người ta nói người của Thiết gia đã bí mật đến núi Tam Xoa. Cha nuôi, đợi con tu hành đến tứ chuyển, không cần cha nuôi ra tay, con đã có thể đối phó với tiểu thú vương. Tiểu thú vương đắc ý không được bao lâu, dưới cổ tiếng sấm của con sẽ làm cho hắn không còn hài cốt. Đám con gái nuôi, con trai nuôi mồm 5 miệng 10, ngươi một lời ta một câu, biểu đạt lòng thành của mình, biểu hiện có thể vì Bách Tuế đồng tử xông pha khói lửa. Có người liên tục nịnh bợ, nói rằng Bách Tuế đồng tử không thèm đối phó Phương Nguyên. Có người thì phán đoán cục diện, nói thẳng Phương Nguyên vui mừng không được bao lâu. Được rồi, các ngươi đều là con ngoan của ta, không uổng công cha nuôi dìu dắt các ngươi. Bách Tuế đồng tử cười ha hả. Đúng lúc này, bên ngoài sơn động bỗng nhiên truyền đến một âm thanh. Bách Tuế đồng tử, Phương Chính ở đây, ngươi cút ra cho ta. Tiệc rượu vừa rồi còn ăn uống linh đình, ồn ào náo nhiệt, đột nhiên lặng im như chết. Tiểu thú vương, làm sao hắn tìm tới cửa được? Mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều nhìn thấy sắc mặt chấn kinh của nhau. Nhất là đám con trai nuôi con gái nuôi của Bách Tuế đồng tử, đều ngỡ người ngay tại chỗ, không biết làm sao, cũng không dám lên tiếng. Không sai, đây chính là giọng của tiểu thú vương, xem ra hắn đến thật rồi. Lý Nhàn mỉm cười, phá vỡ sự im lặng. Đám người Nham Tích Lý Cường, Bạo Hỏa Tinh Bao Đồng đều để ly rượu xuống, vẻ mặt ngưng trọng. Bách Tuế đồng tử phịch một tiếng, đặt chén rượu trong tay lên bàn trà, cắn răng hướng ngoài động quát, lão phu đang ở chỗ này, tiểu thú vương ngươi muốn gì? Bên ngoài sơn động lập tức truyền đến tiếng Phương Nguyên, hừ, Bách Tuế đồng tử, ngươi bày tiệc rượu chiêu đãi hào kiệt tứ phương, thế mà không mời ta, khinh thường ta như vậy sao? Ngươi không cần nói xin lỗi, xin lỗi cũng không kịp nữa rồi. Nếu ngươi cũng là cổ sư lực đạo, vậy ngươi ra đây so tay với ta một chút đi. Bách Tuế đồng tử nghe xong, trong lòng vừa sợ vừa giận vừa tức. Phương Nguyên xuất hiện, khiến lão ta hoảng hốt.
nhưng Phương Nguyên nói năng bừa bãi như vậy lại khiến lão ta phẫn nộ. Phương Nguyên nói như thế giống như lão ta thật sự phải xin lỗi, càng làm cho lão ta tức giận. Nhưng Bách Tuế đồng tử cũng không muốn liều mạng với Phương Nguyên, lão ta liếc nhìn chung quanh. Giọng điệu bực tức, tiểu thú vương, ngươi đừng có mà bừa bãi. Cái kiểu đến gây sự, không coi ai ra gì của ngươi quả thực không để mấy vị hào kiệt đang có mặt lúc này vào mắt. Ta nói thật cho ngươi biết, nơi này có Nham Tích Lý Cường đại nhân, còn có Bạo Hỏa Tinh Bao Đồng đại nhân, càng có Ma Đạo Lý Nhàn công tử. Ngươi đến tìm cái chết sao? Ông ta vừa nói xong, mọi người trên bàn rượu đều biến sắc, đồng thời trong lòng mắng to Bách Tuế đồng tử âm hiểm, muốn lôi bọn họ xuống nước. Nhưng Phương Nguyên lại nói, Bách Tuế đồng tử, ngươi đây nhát gan sợ phiền phức, thế nhưng người đến tiệc mời của ngươi đều là anh hùng hào kiệt. Ta nói cho ngươi biết, lần này ta đến, chính là đến gây sự. Cũng không phải gây sự với người khác, mà là cố ý tìm ngươi gây chuyện. Ta muốn khôi phục vinh quang thượng cổ, tái tạo huy hoàng của lực đạo. Ngươi làm bại hoại danh dự lực đạo, tới chịu chết đi. Lý Cường nghe xong, sắc mặt ngưng trọng lập tức hòa hoãn lại. Phương Nguyên tỏ rõ ý đồ chỉ nhằm vào Bách Tuế đồng tử, điều này khiến tâm trạng hắn ta hơi buông lỏng. Không ngờ tiểu thú vương đại nhân cũng biết tên tuổi của chúng ta. Bao Đồng sờ lấy chòm râu của mình, trên mặt còn có chút đắc chí. Lý Nhàn cười hắc hắc, nhìn Bách Tuế đồng tử, hạ quyết tâm phải ngồi nhìn người ta đánh nhau mà không can gián. Bách Tuế đồng tử tuổi già thành tinh, nhìn thấy biểu hiện của đám người này, lập tức cảm thấy nặng nề trong lòng. Bên kia Phương Nguyên lại mắng, lửa giận trong lồng ngực Bách Tuế đồng tử càng sục sôi. Lão ta nghĩ, mặc dù tiểu thú vương cường hãn, có thể giết chết Thiết Bá Tu một cách đơn giản là do chiến lợi bay trên không. Hắn còn trẻ như vậy, ăn cơm còn không nhiều bằng muối ta nếm. Ta chỉ cần chuyên tâm phòng thủ, không tham công liều lĩnh, sẽ không nguy hiểm tính mạng. Trước mặt mọi người, Bách Tuế đồng tử chỉ có thể dáng giữ mặt mũi. Nếu như lão ta phòng thủ mà không chiến, uy danh khổ tâm gây dựng nhiều năm sẽ tổn thất trong chốc lát. Nếu như ta thực sự không chịu đựng nổi, ta sẽ chạy vào sơn động. Bữa tiệc nhiều người như vậy, có mời Phương Chính hắn cũng không dám đến. Thế nhưng đáng giận là, những người này nói thì dễ nghe, đến giờ ngàn cân treo sợi tóc, một người cũng không nhờ vả được. Bách Tuế đồng tử hung hăng trừng mắt đám con trai nuôi, con gái nuôi, trong lòng vừa tức giận vừa thất vọng. Nói đến, trong đám con lão ta nhận nuôi cũng chỉ có Tiết Tam Tứ là có tu vi cao nhất, có tiền đồ nhất, đáng tiếc đã bị Phương Nguyên giết chết. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 454, Xé đồng tử. Tiểu thú vương, ngươi đừng quá phách lối. Hôm nay lão phu sẽ để ngươi cho biết, gừng càng già càng cay. Bách Tuế đồng tử bước ra khỏi sơn động, nhìn Phương Nguyên, giận dữ gầm thét. Hình dạng của lão ta như trẻ con, nhưng giọng điệu lại chứng trạc già nua, cực kỳ quái dị. Bớt nói nhiều, tiếp ta một chiêu. Phương Nguyên nhìn thấy Bách Tuế đồng tử bước ra, cười lạnh một tiếng, bước chân thoăn thoắt nhảy qua, như mãnh hổ xuống núi, nổi lên gió tanh mưa máu, trực tiếp vồ tới. Cổ toàn lực ứng phó, trong nháy mắt, thú ảnh bay vút lên, sức mạnh của Phương Nguyên tăng vọt. Phanh phanh phanh, âm thanh trầm đục của từng đợt quyền cước giao kích liên tiếp truyền đến. Bên ngoài sơn động, hai thân ảnh cổ sư lực đạo quấn lấy nhau, song phương đều áp sát đỏ sức quyết liệt, dồn sức đấm vào da thịt. Chiến đấu được một lát, nơi hai người chiến đấu đã mở rộng đến trăm bước có hơn, đến mức núi đá bắn tung tóe, cây cối nghiêng đổ, bụi đất và lá cây cùng nhau bay lên. Nhóm cổ sư trên bàn tiệc đã sớm chạy ra khỏi sơn động, đứng ở một bên xem chiến. Cổ khổ lực, Phương Nguyên bỏ phòng ngự, bị thương càng nặng, sức mạnh phát ra càng thêm cường đại. Bò, ò, đột nhiên, một tiếng trâu kêu, đỉnh đầu của hắn, giữa không trung xuất hiện một cái hư ảnh thanh ngưu to lớn. Con thanh ngưu này rất lớn, gấp hai lần con voi, phần lưng nhô lên cao, vừa dày vừa rắn chắc, còn mọc đầy rêu xanh.
Đây là trâu, dị thú Côn Lôn, có thể so sánh với hổ, long tượng, lôi trư, cá sấu nham thạch. Phương Nguyên bỗng nhiên đánh ra ngưu lực Côn Luân. Một kích này vừa nhanh vừa mạnh, không khí nổ vang, mang theo sấm gió gào thét. Bách Tuế đồng tử đột ngột không kịp chuẩn bị đánh bay thật xa. Thân thể nhỏ bé giống như một quả bóng, đụng ngã mười mấy cây cối cao lớn, lúc này mới dừng lại. Lão ta phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Lại là ngưu lực Côn Luân, thực lực của tiểu thú vương đã tăng mạnh. Bách Tuế đồng tử, ta giết Tiết Tam Tứ con gái nuôi của ngươi. Không phải ngươi vẫn muốn báo thù sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi cơ hội. Phương Nguyên cười trêu tức, một lần nữa xông tới. Tiểu thú vương, ngươi quá cuồng vọng, xem chiêu. Bách Tuế đồng tử tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lông mày dựng thẳng. Lão ta tiếp được công kích của Phương Nguyên, đồng thời khai triển phản công. Dù sao Bách Tuế đồng tử cũng là nhân vật ma đạo sống gần 200 năm, cũng có chút tài năng, đồng thời còn cất giấu không ít át chủ bài. Lão ta chân chính bộc phát, Phương Nguyên cũng cảm thấy áp lực, bị Bách Tuế đồng tử ép vào thế hạ phong. Cổ khí lực, đột nhiên, Phương Nguyên lắc bả vai một cái, phát ra một đạo khí lực. Hư ảnh lôi trư bám vào phía trên khí lực, lập tức hóa thành thực thể, phóng tới Bách Tuế đồng tử. Bách Tuế đồng tử đành phải tạm thời tránh mũi nhọn. Phương Nguyên đi theo sau lưng lôi trư, triển khai công kích mãnh liệt. Xu thế phản công của Bách Tuế đồng tử tiêu tan như mây khói. Kinh nghiệm chiến đấu của Phương Nguyên càng ngày càng phong phú, sử dụng bộ cổ trùng cũng càng thêm thành thạo. Trước kia, hắn không thể vừa quần nhau vừa sử dụng cổ khí lực. Nhưng bây giờ, qua mấy chục cuộc chiến, hắn đã có thể dùng chiến thuật phối hợp bản thân với thú ảnh. Lôi trừ mạnh mẽ, gặp đá vỡ đá, gặp núi lở núi. Cá sấu nham thạch kiên cường, vung đuôi như roi thép, há miệng như lưỡi cưa mài, khí thế hung tàn bốn phía. Châu Côn Luân liều lĩnh có thừa, sừng chọc tứ phương, lưng như núi đá. Nếu xuất ra na loại hư ảnh dị thú này, Bách Tuế đồng tử cũng phải sứt đầu mẻ trán, luống cuống tay chân một hồi. Thú ảnh hóa thực, đối với Bách Tuế đồng tử mà nói, là uy hiếp to lớn. Nhưng đánh tan thú ảnh cũng chỉ là đánh tan một đạo khí lực mà thôi. Đang lúc Phương Nguyên một lần nữa thôi động cổ khí lực, thú ảnh lại hiện ra, mạnh như rồng như hổ. May mắn ba hư ảnh dị thú lớn của tiểu thú vương này chỉ có thể dựa vào vận khí mà đánh tới. Cổ toàn lực ứng phó của hắn chỉ có tam truyền, còn không thể thôi động hư ảnh dị thú này. Bách Tuế đồng tử bị Phương Nguyên gắt gao ép vào thế yếu, nhưng trong lòng cảm thấy rất may mắn. Mặc dù Phương Nguyên tăng thú ảnh lợn rừng, cá sấu, thanh ngưu lên tới tam đại dị thú ảnh là lôi trư, cá sấu nham thạch cùng châu Côn Luân, dẫn đến chiến lực tổng thể tăng lên cao một chút, nhưng đồng thời cũng sinh ra tai hại. Cổ toàn lực ứng phó của hắn chỉ có tam truyền, còn không thể tùy tâm sở dục thôi động tam đại dị thú ảnh tứ truyền. Trừ phi Phương Nguyên có được cổ trăm trận trăm thắng từ trong truyền thừa Tín Vương, tăng cổ toàn lực ứng phó lên tới tứ truyền. Tình hình của cha nuôi càng ngày càng không ổn. Chúng ta có nên xuất thủ hay không? Người muốn tìm chết sao? Hai người kia chiến đấu kịch liệt như vậy, chúng ta chưa tham chiến đã bị dư âm quét thành thịt băm rồi. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Trong chúng ta, cũng chỉ có Phi Thiên Hổ mới có tư cách tham chiến. Đáng tiếc nàng sớm đã bị Phương Chính giết. Vậy chẳng lẽ chúng ta cứ nhìn như vậy sao? Sợ cái gì? Cha nuôi dễ đối phó như vậy à? Chắc chắn ông ấy còn có mánh khóe. Bên ngoài sơn động, nhóm con trai nuôi, con gái nuôi của Bách Tuế đồng tử nhìn thanh thế chiến đấu kịch liệt trước mắt. Tất cả đều kinh hồn táng đảm, tay chân phát lạnh. Bách Tuế đồng tử có dáng hình nhỏ, đấu pháp xảo trá, né tránh bốn phía, chuyên đánh chỗ hẹp, quyền cước bộc phát, hình thành lịch đả kích. Mà Phương Nguyên thẳng thắn thoải mái, thẳng chân hoành quyền, cánh tay như trường thương, đi đứng như đại côn, thỉnh thoảng còn đánh ra tiếng nổ mạnh, thanh thế uy mãnh. Bách Tuế đồng tử bị ép vào thế yếu, không gian để xê dịch càng ngày càng ít. Mấy tháng nay, phương diện cổ trùng của Phương Nguyên lại tăng lên.
không chỉ có thăng cấp hư ảnh thanh ngưu thành ngưu ảnh cô luân, đồng thời còn sử dụng thành thạo cổ tinh thiết cốt, độ cứng của xương cốt trên người lại tăng thêm lần nữa, gấp 2 đến 3 lần ban đầu. Ngoại trừ những thứ này, hắn còn cần cổ gân kim cương, chế tạo gân bắp thịt toàn thân có sức chống đỡ như kim cương. Cổ da đồng, tinh thiết cốt, gân kim cương, ba phòng ngự này kết hợp với nhau, bổ trợ cho nhau, giúp cho lực phòng ngự của Phương Nguyên tăng lên rất nhiều. Sau đó tái phối hợp với cổ kim cương, đủ để ứng đối với công kích toàn lực của cổ sư tứ truyền đỉnh phong. Bách Tuế đồng tử càng đánh càng kinh hãi, tại sao tiểu thú vương lại bá đạo như thế? Vừa bắt đầu ta đã bị hắn ép vào thế hạ phong, cố gắng bao nhiều lần, cục diện không lật dù chỉ một chút. Hắn là thanh niên sao? Người như vậy, làm sao có thể chỉ có 20 mấy tuổi? Bách Tuế đồng tử hồi tưởng dáng vẻ lúc lão ta 20 mấy tuổi. So sánh với Phương Nguyên, lão ta cảm thấy những năm gần đây của mình tựa hồ đã sống trên thân chó. Không được, ta phải rút lui. Tiểu thú vương này không thể dùng lẽ thường xử lý được. Khó trách Thiết Phách Tu lại chết ở trong tay của hắn. Cho đến bây giờ, hắn còn chưa sử dụng cổ cánh xương đâu. Bách Tuế đồng tử bị Phương Nguyên chèn ép đến gần như không thở nổi. Hơi cân nhắc một phen, sinh lòng thoái ý. Thân hình lão ta bỗng nhiên thay đổi, chạy về phía sơn động. Bách Tuế đồng tử, ngươi sợ sao? Phương Nguyên thôi động cổ mạnh mẽ đâm tới đuổi theo không bỏ. Bách Tuế đồng tử, có ta ở đây, ngươi muốn đi đâu? Bạch Ngưng Băng bỗng nhiên nhảy vào chiến trường, ngăn phía trước Bách Tuế đồng tử. Ngươi! Lực chú ý của Bách Tuế đồng tử đều đặt trên người Phương Nguyên, nào đâu liệu rằng Bạch Ngưng Băng sẽ xuất hiện ở bên cạnh thi triển thủ đoạn ác độc chứ. Bất ngờ không kịp đề phòng, lão ta bị công kích Bạch Ngưng Băng đánh trúng, trận cước đại loạn. Phương Nguyên làm sao có thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy, mạnh mẽ xông tới. Cùng lúc, vận khí của hắn đã đến. Tam đại thú ảnh lôi trừ, cá sấu nham thạch, châu côn luân bỗng nhiên đồng loạt đánh tới. Sức lực to lớn bành trướng như biển, trong nháy mắt đánh Bách Tuế đồng tử bất tỉnh. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 455, Giác ngộ ma đạo 1. Bách Tuế đồng tử còn chưa kịp hét thảm một tiếng, liền bị Phương Nguyên bắt được chân, xé thành hai nửa. À, cha nuôi à, cha chết thật thê thảm. Bách Tuế đồng tử đại nhân. Nhất thời, trong tiếng kinh hô của mọi người, máu tươi vẩy ra, xương trắng lởm chởm, ngũ tạng lục phủ liên tiếp rơi xuống đất. Ha ha ha, Bách Tuế đồng tử cái gì, cũng chỉ như thế mà thôi. Phương Nguyên ngửa đầu cười dài, dáng vẻ cực kỳ phách lối. Huyết dịch phun đầy mặt hắn. Hắn trừng mắt về phía đám người trước mắt, không vui quát, ầm ĩ cái gì thế? Bách Tuế đồng tử lâm trận bỏ chạy, nhát như chuột. Quả thực bôi đen thanh danh lực đạo, hắn chết chưa hết tội. Bỗng nhiên, hắn dừng một chút rồi cười lên, chư vị đều là người hiểu chuyện, không giúp đỡ đồ vô sỉ này. Nào nào, chúng ta vào trong uống rượu nữa đi. Lý Nhàn, tin tức liên quan tới truyền thừa Tam Vương, ngươi có hứng thú hay không? Ta còn có giao dịch muốn cùng ngươi làm đấy. Đám người vừa sợ vừa lo, lại có chút hiếu kỳ. Sợ chính là Phương Nguyên giống như ma thần hàng thế, vừa giết một nhân vật thành danh, thực lực càng thêm đáng sợ. Lo chính là Phương Nguyên giết người như cỏ rác, vừa giết một người, liền cười ha ha, chuyện trò vui vẻ, đơn giản không để mạng người vào mắt. Ở chung với nhân vật như vậy, ai cũng sẽ cảm thấy sinh ra áp lực. Hiếu kỳ chính là Phương Nguyên biết được bí mật của truyền thừa Tam Vương, hiện tại muốn làm giao dịch cùng Lý Nhàn. Bọn họ có thể thăm dò được một chút tin tức liên quan tới truyền thừa từ trong tay hắn hay không? Tâm trạng mọi người phức tạp, nhất thời do dự. Phương Nguyên ngẩng đầu bước tới, cùng Bạch Ngưng Băng sóng vai mà đi, trực tiếp bước vào sơn động. Đám người vốn chắn ở cửa động, vô thức chừa ra một lối đi cho hai người bọn họ. Phương Nguyên đi vào tiệc rượu, bệ vệ ngồi tại chủ vị. Vị trí này vốn là chỗ Bách Tuế đồng tử ngồi. Các ngươi ngồi đi, không nên khách khí. Ai dám đi,
chính là không nể mặt tiểu thú vương ta. Phương Nguyên mắt hồ liếc nhìn, miệng phát ra lời uy hiếp trắng trợn. Nhan Tích Lý Cường, Bạo Hỏa Tinh Bao Đồng cũng chỉ là tu vi tứ chuyển cao cấp, giận mà không dám nói gì, đành phải ngồi xuống. Trong không khí trầm mặc lạnh lẽo, những người khác hai mặt nhìn nhau, lo lắng Phương Nguyên nổi điên giết người, cũng đành phải nhao ngồi xuống. Phương Nguyên nheo hai mắt, mỉm cười, nếu chư vị đều nể mặt ta sẽ có thứ tốt cho mọi người. Kế tiếp, hắn liền thuận miệng nói ra một tin tức liên quan tới lệnh bài bảo mệnh trong truyền thừa Tam Vương. Mọi người lắng nghe, hai mắt đều sáng lên, ghi nhớ bí mật về lệnh bài truyền thừa Tam Vương trong lòng. Hóa ra truyền thừa Tam Vương còn có một chút hy vọng sống như vậy. Nếu ta có được lệnh bài, khẳng định càng có thể thoải mái tay chân, không đến mức lui ra ngoài sớm. Bao Đồng rất đỗi cảm thán. Lý Cương chủ động bưng chén rượu lên, mời Phương Nguyên, một lời nói của tiểu thú vương đại nhân thật sự đáng giá ngàn vàng. Chén rượu này ăn mừng các hạ đã giết chết lão lực đạo bại hoại Bách Tuế đồng tử. Người đi thì trà lạnh, vừa rồi Lý Cường còn cùng Bách Tuế đồng tử nói chuyện thân thiết. Bây giờ đổi lại Phương Nguyên, hắn ta lập tức sửa lại từ ngữ gọi Bách Tuế đồng tử là đồ bại hoại. Ha ha ha, đồng ý. Phương Nguyên không bưng chén rượu, mà là nhìn những đứa con nuôi của Bách Tuế đồng tử, không kiên nhẫn khua tay nói, hôm nay ta diệt trừ đầu sỏ, tâm trạng tốt nên tha cho các ngươi một con đường sống. Không muốn ở lại, đều cút cho ta. Mau cút, ở lại cũng chỉ chướng tai gai mắt. Bách Tuế đồng tử vừa chết, trong lòng những đứa con trai nuôi, con gái nuôi này lo lắng hoảng sợ, nghe nói như thế, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Làm sao? Ở lại, muốn cho ta giết sao? Phương Nguyên nhàn nhạt cười lạnh. Lập tức, đám người xôn xao. Rất nhiều người chật vật chạy đi. Tiệc rượu trong nháy mắt trống một nửa. Nhưng còn một số ít đứa con nuôi của Bách Tuế đồng tử ở lại. Phương Chính đại nhân, ngài là ân nhân cứu mạng của ta. Một đứa con nuôi bỗng nhiên quỳ xuống, nước mắt đan xen. Ta là bị lão Bách Tuế đồng tử ép nhận tặc làm cha. Tiểu thú vương đại nhân ngài uy danh vang khắp tứ hải, khí thế chấn nhiếp bát phương, đã cứu ta ở bên trong lửa, ngài là đại ân cứu mạng của ta. Tiểu thú vương đại nhân, lòng dũng cảm của ngài đã hoàn toàn chinh phục lòng ta. Xin cho ta ở lại, đi theo hầu hạ ngài. Một cô con gái nuôi xinh đẹp nũng nịu cầu khẩn. Tiểu thú vương đại nhân, ngài cứu vớt tiểu nhân bên trong tai họa. Đại ân đại đức của ngài ta vĩnh viễn không quên. Ân đức tái tạo, xin cho ta gọi ngài một tiếng cha nuôi. Một lão đầu tử 70-80 tuổi, ngã quỳ trên mặt đất la lên. Rầm rầm, trong nháy mắt, một đống người quỳ xuống trước mặt Phương Nguyên. Bách Tuế đồng tử vừa chết, người đứng đầu không còn, thế lực lập tức sụp đổ. Đại đa số người trốn ra ngoài, một phần khác thay đổi thái độ và lề lối, muốn phụ thuộc Phương Nguyên. Ha ha ha, Phương Nguyên cười ha hả, nói nghe êm tai quá, không tệ, gương mặt đám con nuôi không khỏi hiện lên vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó Phương Nguyên thu lại tiếng cười, sắc mặt hắn trầm xuống, quát khẽ, một đám hạng người a dua nịnh hót, giết người chính là giết người, tội ác chính là tội ác, đại ân đại đức cái gì, tán thưởng dối trá như thế, xưa nay ta không thèm. Ta thích giết người, ta thích tội ác, nghe trực tiếp đến cỡ nào, thuần túy đến cỡ nào. Các ngươi cút hết cho ta, muốn báo thù, nhanh đi xây dựng thực lực, ta chờ đám người các ngươi đến khiêu chiến ta. Đám con nuôi vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, tất cả đều sửng sốt. Hả? Phương Nguyên hừ mũi, tâm niệm vừa động, thú ảnh vồ xuống đánh chết một người ở đó. Mọi người bừng tỉnh, cùng kêu la. Chật vật chạy ào ào ra ngoài động, có người còn tè ra quần, để lại nhóm cổ sư sắc mặt rất khó coi. Phương Nguyên hỉ nộ vô thường, động một chút lại giết người, khiến lòng người bên cạnh rất áp lực. Mặc dù Bách Tuế đồng tử đáng ghét, nhưng so với hắn, đáng yêu không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ có Bạch Ngưng Băng ngồi ngay ngắn ở bên tay trái Phương Nguyên, con ngươi màu xanh lam nửa mở nửa khép, sắc, mặt lạnh lẽo như băng. Lý Cường bưng chén rượu từ nãy đến giờ, chưa từng để xuống,
Lúc này hắn ta cũng quên xấu hổ, miễn cưỡng cười nói: "Tiểu thú vương đại nhân, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Thả những người này đi, vạn nhất ngày sau bọn họ mạnh lên thì sao? Vì an toàn, vẫn nên giết hết thì tốt hơn." Tiểu thú vương đại nhân không nhớ hết mấy người này cũng không cần lo lắng, ta nhớ được. Để ta làm thay, giết chết những người này, xem như tạ lễ tin tức vừa rồi. Không sao, không sao. Phương Nguyên tựa lưng trên ghế, cười nhạt một tiếng. Thả những người này đi đều là tính toán của hắn, có điều lại không thể nói rõ. Nghĩ một chút, Phương Nguyên nói, ta theo ma đạo, chưa từng sợ đắc tội với người ta. Chỉ cần bản thân không ngừng cường đại, báo thù thì coi là gì. 10 người báo thù, ta đây giết 10 người, 100 người báo thù, ta liền giết 100 người. Nếu toàn thế giới báo thù, ta liền giết toàn thế giới. Nếu như ta bị người báo thù thành công, vậy thì chứng minh ta không đủ mạnh, không đủ cố gắng, lười biếng tu hành, chết cũng xứng đáng. Phương Nguyên nói đến đấy, ánh mắt lóe lệ quang đảo xung quanh, như ác hổ mãnh thú, không người nào dám đối mặt với hắn. Tiểu thú vương hung ác với người khác, đối với bản thân mình còn ác hơn. Tên Phương Chính này ma tính quá mạnh, không sợ trả thù, không sợ chết, không quan tâm sinh tử của mình. Phương Chính điên rồ, tâm lý không phải bình thường. Làm kẻ địch với người này tuyệt đối là một cơn ác mộng. Mọi người nghe xong lời của Phương Nguyên, trong lòng lạnh buốt một trận. Phương Nguyên thành công chấn nhiếp mọi người, trở nên có chừng có mực, nhoẻn miệng cười, chúng ta uống rượu đi. Mọi người bưng chén rượu lên, nơm nớp lo sợ, giống như đi theo mãnh hổ ăn thịt người. Khi nhớ tới an nguy của bản thân, rượu ngon cũng biến thành tẻ nhạt vô vị. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 456 Giác ngộ ma đạo 2. Kế tiếp, Phương Nguyên lại nói về truyền thừa Tam Vương, lộ ra rất nhiều bí mật. Tâm trạng của mọi người hoàn toàn bị thu hút. Từng bí mật nghe lọt vào trong tai, rất nhiều người hưng phấn thở ồ ồ. Chỉ có Lý Nhàn lo lắng hoài nghi, tiểu thú vương đang có ý định gì? Chủ động lộ ra những tin tức quý giá, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Sau một canh giờ, tiệc rượu kết thúc. Phương Nguyên giết Bách Tuế đồng tử, Tu Hú chiếm tổ chim khách, còn chủ trì tiệc rượu. Những người khác vẫn chưa thỏa mãn, đều cảm thấy chuyến đi này không tệ. Lúc đi ra cửa động, bọn họ thậm chí còn có chút lưu luyến không rời, muốn nghe được nhiều tin tức từ miệng Phương Nguyên hơn nữa. Về chủ cũ của tiệc rượu, Bách Tuế đồng tử kia bị xé thành 2 nửa thi thể nằm trên mặt đất, máu đã thấm vào bên trong đất. Xương cốt trắng bệch dưới ánh trăng, tản ra ánh sáng lạnh lẽo. Khi đi ngang qua thi thể của lão ta, không một ai liếc mắt nhìn kẻ thất bại này một cái. Đây chính là kết cục của kẻ thất bại trong ma đạo. Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Tất cả cổ sư ma đạo, hoặc nhiều hoặc ít đều có giác ngộ như vậy. Trên bầu trời, mưa nhỏ rơi xuống tí tách tí tách. Bầu trời âm trầm, gió lạnh quét ngược. Mưa phùn vẩy vào tóc, bả vai, phía sau lưng, thậm chí toàn thân cô gái. Thiếu chủ Nhược Nam, người chết không thể sống lại, xin hãy nén bi thương. Thủ lĩnh Tứ Lão Thiết Gia đứng sau lưng cô gái, lo lắng an ủi. Nhưng cô gái không nói gì, hai mắt vốn sáng như sao lúc này trở nên thất thần trống rỗng, không còn sắc bén kiên định như ngày xưa. Thiết Nhược Nam sững sờ nhìn bia mộ trước mắt. Những bia mộ này được cắt ra từng khối từ núi đá, phía trên khắc danh tự của người đã ngủ say. Thiết Mộc, Thiết Đao Khổ, Thiết Tuyến Hoa, Thiết Ngạo Khai, Thiết Bá Tu. Mỗi một cái tên đều có liên quan đến chỗ sâu trong nội tâm, khắc sâu vào ký ức tươi sáng nhất của Thiết Nhược Nam. Những người đã từng cùng nàng kề vai chiến đấu, bạn bè cùng tiến đã trở thành thi thể lạnh lẽo bên trong lòng đất, giống như trái tim của Thiết Nhược Nam, không còn một chút nhiệt độ nào. Là ta hại các ngươi, ta đã không làm hết trách nhiệm của một thủ lĩnh. Các ngươi chết rồi, chỉ còn lại mình ta đơn độc. Ta là một kẻ hèn nhát, tất cả mọi thứ giống một giấc mộng. Phụ thân, con đã làm mất thể diện của cha rồi. Thiết Nhược Nam tự trách bản thân,
ngoài ra còn có hối hận và mê man. Thiên Chi Kiêu Tử là nàng, sau khi trải qua nỗi đau mất cha, đã cố gắng trèo lên, trở thành ngôi sao mới của chính đạo, nhận được sự chú ý và chúc phúc của vô số người. Nhưng trong một trận chiến mấy tháng trước, Phương Nguyên tự mình đánh rớt ngôi sao mới này xuống đáy cốc, trở thành thiên thạch xám xịt bên trong xó xỉnh u ám, toàn thân đầy vết rạn nứt. Hai, thủ lĩnh tứ lão Thiết Gia, Thiết Nguyễn Chi, nhìn bóng lưng thon gầy đơn bạc của cô gái trong mưa, phát ra một tiếng thở dài thật sâu. Vào lúc này, một giọng nói già nua nhẹ nhàng vang lên ở phía sau ông. Đã mấy tháng rồi, đứa bé nhược nam này vẫn còn như vậy sao? Thiết Huyễn Chi vừa sợ hãi vừa kinh ngạc. Người nào lại có thể tiếp cận ông mà ông vẫn không phát giác như thế? Trong khoảnh khắc, lông tơ toàn thân ông dựng lên, quay người nhanh như tia chớp, vô thức muốn động thủ. Nhưng một bàn tay gầy như củi nhẹ nhàng khoác lên bờ vai của ông, đồng thời còn kèm theo một thanh âm: Huyễn Chi à, bình tĩnh đừng nóng. Thiết Huyễn Chi lập tức cứng ngắc toàn thân, mặt biển chân nguyên bên trong không khiếu bị một luồng sức mạnh cường đại vô hình bao phủ xuống, tựa như ngọn núi cao ngàn trượng đột nhiên đè xuống. Đường đường là thủ lĩnh tứ lão Thiết Gia, tứ chuyển cao giai Thiết Huyễn Chi, vào giờ phút này lại không thể động đậy, toàn thân giống như bị giam cầm, chẳng khác nào một con sâu nhỏ bên trong hổ phách. Nhưng khi ông nhìn thấy diện mạo người tới, trong lòng Thiết Huyễn Chi kinh hãi vô cùng, tâm trạng chuyển sang vui mừng điên cuồng. À, ngài là lão tộc trưởng, Thiết Huyễn Chi bật thốt. Lúc này, một ông lão gầy còm đứng trước mặt ông, chính là tộc trưởng đời trước của Thiết Gia, Thiết Mộ Bạch. Vị trí tộc trưởng ta đã sớm thoái vị nhường chức rồi, bây giờ ta cũng không phải gia lão. Huyễn Chi à, ngươi cứ gọi ta là Mộ Bạch đi. Ông cụ ôn hòa khoát tay, cười nói: Ván bối có tài đức gì, làm sao có thể trực tiếp gọi tục danh của lão tộc trưởng ngài chứ? Thiết Huyễn Chi cúi người thật sâu, kính cẩn thi lễ với ông cụ. Đối với ông cụ trước mắt, trong lòng Thiết Huyễn Chi tràn đầy sùng kính, tình cảm quấn quýt như trẻ con quấn cha mẹ. Danh tự chẳng qua chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, cái tên Thiết Mộ Bạch chỉ dùng để xưng hô, không có cái gì không ổn. Ông cụ thản nhiên nói, đôi mắt già nua đã nhìn thấu danh lợi. Thiết Huyễn Chi còn đang định lên tiếng nhưng ông cụ khẽ khoát tay, chậm rãi bước về phía trước, đến bên người Thiết Nhược Nam. Ông đứng ở trước bia mộ, đưa lưng về phía Thiết Nhược Nam, sau đó vươn tay vuốt ve mặt bia đá, nhẹ nhàng thở dài. Người Thiết Gia, chết ở đâu thì an táng ở đó. Đây là quy củ Thiết Gia lập xuống từ khi thành lập, con biết tại sao không? Thiết Nhược Nam vẫn quỳ một chân trên đất, dường như không nghe thấy. Ông cụ tiếp tục nói, bởi vì đối với người Thiết Gia mà nói, chiến tử xa trường là vinh quang lớn nhất. Thiết Bá Tu, Thiết Mộc, Thiết Đau Khổ, Thiết Tuyến Hoa, Thiết Ngạo Khai cũng như vậy, phụ thân của con Thiết Huyết Lãnh cũng như thế. Tương lai ta chết đi, ta sẽ không khác gì bọn họ, con chết đi cũng giống như vậy. Đôi mắt của Thiết Nhược Nam khẽ động, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía ông cụ không quen biết nhưng lại cho nàng cảm thấy vô cùng thân thiết ở trước mặt này. Từ khi Thiết Gia chúng ta thành lập đến nay, vẫn luôn lấy cương dũng kiên nghị, Thiết Huyết công chính để xưng danh tại thế. Người Thiết Gia đời đời kiếp kiếp đều bảo vệ chính nghĩa, chống lại tội phạm, vô số người đã rơi đầu vẩy máu nóng, giống như hy sinh ngày hôm nay. Hôm nay, các huynh đệ Thiết Gia chết ở chỗ này không phải là nhóm đầu tiên, cũng không phải là nhóm cuối cùng. Ngươi hiểu chưa? Ông cụ tiếp tục nói. Thiết Nhược Nam hơi há hốc mồm, muốn nói chuyện nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Ta cảm thấy vui mừng, bởi vì những người này không chết một cách uổng phí. Nhưng ta cũng cảm thấy thất vọng, bởi vì ngươi đang sống trong vô vọng. Thiết Nhược Nam, ngươi có biết không, tội phạm còn đang ung dung ngoài vòng pháp luật, còn ở nhân gian gây họa. Về tên tiểu thú vương phương chính kia, Thiết Mộ Bạch nói đến đây thì ngừng một chút. Ông xoay người lại đối mặt với Thiết Nhược Nam, thản nhiên hỏi, ngươi có muốn bảo vệ chính nghĩa hay không? Thiết Nhược Nam ngước nhìn ông cụ trước mặt, rốt cục nhận ra thân phận của ông. Thiết Mộ Bạch, ngũ truyền đình phong, gia chủ đời trước của Thiết Gia,
tung hoành Nam Cương, bá chủ một phương. Lúc còn tại vị, chế tạo thiết gia như thùng thiết, dùng sức lực áp chế Vũ gia, Thương gia và các đại gia tộc khác, trở thành gia tộc đứng đầu chính đạo, khiến ma đạo nghe tin đã sợ mất mật. Hai mắt của Thiết Nhược Nam vốn thất thần đột nhiên lóe lên một đốm lửa nhỏ, cổ họng khàn khàn khó khăn nặn ra một chữ, muốn. Rất tốt. Ông cụ gật đầu, ánh mắt bình thản, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ truyền cho ngươi kim đạo, là cổ đạo cổ sư Thiết gia chúng ta dùng để ngự trị Nam Cương. 8 ngày sau, truyền thừa Tam Vương lại mở ra lần nữa. 3 cột sáng lớn đỏ, vàng, lam xuyên qua tầng mây, phạm vi ngàn dặm cũng có thể thấy được. Nhưng trên núi Tam Xoa lại hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng động nào. Bất luận là chính đạo hay ma đạo, rất số người ngước nhìn lên đỉnh. Ở nơi đó, một ông cụ trông bình thường gầy, còm, mặt mũi nhăn nheo, tóc hoa râm, chắp hai tay sau lưng bình thản đứng đấy. Ở cách lão không xa, 5 người, Dịch Hỏa, Khổng Nhật Thiên, Long Thanh Thiên, Dực Trùng, Võ Thần Thông, sắc mặt mỗi người đều xám xịt. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 457, Vinh Quang của Thiết Gia. Vừa nãy, ông cụ trước mắt buộc 5 người bọn họ phải liên thủ, dễ như trở bàn tay đánh bại bọn họ. Cường đại, thực sự quá cường đại. Thiết Mộ Bạch, tộc trưởng đời trước của Thiết Gia, ông ta vẫn còn sống. Quá lợi hại. Đây chính là sức mạnh cường hãn của ngũ truyền đỉnh phong sao. Đám người Dịch Hỏa, Khổng Nhật Thiên căn bản cũng không đủ trình. Ông ta muốn giết chúng ta dễ như nghiền chết một con kiến. Không nghĩ tới, lần này Thiết Gia lại phái lão tộc trưởng của bọn họ tới. Lúc này, cái gì Thương Gia, Vũ Gia cũng không phải là đối thủ của Thiết Gia. Đây là cổ sư cường giả thế hệ trước, tiểu thú vương ngay cả sách giày cho ông ấy cũng không xứng. Năm đó, ông ta tung hoành Nam Cương, Thiết Gia ở dưới sự hướng dẫn của ông, danh tiếng mạnh mẽ, thậm chí áp đảo Vũ Gia, gần như trở thành gia tộc đứng đầu chính đạo. Ông ấy là một trong những tộc trưởng cường đại nhất của Thiết Gia, là vinh quang của Thiết Gia, tấm gương của chính đạo, biểu tượng của công lý. Hào quang chiến tích của ông ấy vô cùng lóa mắt, cho dù là hôm nay cũng không phai màu chút nào. Sau khi yên tĩnh trong chốc lát, trên núi Tam Xoa bùng nổ một trận ồn ào, tiếng than thở, tiếng hoan hô cùng âm thanh sợ hãi vang lên. Thiết Mộ Bạch xuất hiện khiến thế cục núi Tam Xoa phát sinh biến hóa long trời lở đất. 3 ngày sau, tin tức mới truyền đến. Thì ra, thần thâu Lục Toàn Phong đại náo Thiết Gia, lén lút chui vào tháp chấn ma mấy lần, kết quả kinh động đến Thiết Mộ Bạch lúc đó đang thoái vị bế quan. Thiết Mộ Bạch tự mình xuất thủ, cho dù Lục Toàn Phong là thần thâu đại, danh đỉnh đỉnh, đồng thời là cổ sư ngũ truyền cũng bị đánh trọng thương, khó khăn lắm mới trốn thoát được, may mắn nhặt về một cái mạng. Sau khi Thiết Gia ổn định, lập tức tập trung ánh mắt đến núi Tam Xoa. Thiết Bá Tu chết khiến cao tầng của Thiết Gia tức giận. Khi tứ lão Thiết Gia đang định điều động đại tướng đến trợ giúp, Thiết Mộ Bạch lại chủ động đề nghị muốn đi ra ngoài dạo một chút. Ông đến núi Tam Xoa, dùng thực lực tuyệt đỉnh của mình nhẹ nhàng chiến thắng 2 nhân vật ma đạo. Cho dù là mấy người Dịch Hỏa, Khổng Nhật Thiên cũng không thể không bái phục chịu thua. Từ ngày hôm nay, phàm là cổ sư ma đạo không được bước vào truyền thừa Tam Vương. Thiết Mộ Bạch đứng ở trên đỉnh, sau khi chiến thắng 5 vị tứ truyền đỉnh phong, lập tức công khai tuyên bố. Ông chỉ dùng sức lực của một người, trực tiếp quét sạch tất cả cổ sư ma đạo trên núi Tam Xoa. Cổ sư ma đạo đều giận dữ, nhưng đối mặt với Thiết Mộ Bạch ngũ truyền đỉnh phong, cũng là người mạnh nhất thế tục lúc này. Dù cổ sư ma đạo khoảng mấy ngàn người cũng không dám phản kháng cái gì. Hôm đó, Khổng Nhật Thiên, Long Thanh Thiên một mặt âm trầm, dẫn đầu xuống núi. Phía sau là bọn người Lý Nhàn, Hồ Mị Nhi cũng ảm đạm rút lui. Thiên đạo rộng lớn, chính nghĩa vinh hưng. Cho dù truyền thừa Tam Vương là truyền thừa ma đạo, cũng có thể cống hiến sức mạnh cho chính đạo chúng ta. Chư vị, chỉ cần chúng ta liên hợp với nhau. Từng chút ánh lửa nhỏ tập hợp lại một chỗ,
ánh sáng sẽ có thể nở rộ, thắp sáng toàn bộ núi Tam Xoa. Nơi này không còn có bóng tối nữa. Thiết Mộ Bạch Ngữ Trọng Tâm Trường nói xong, chậm rãi bước một bước, dẫn đầu tiến vào trong truyền thừa Tam Vương. Trên núi Tam Xoa vang lên một trận hoan hô dữ dội, nhân sĩ chính đạo đều vui vẻ cổ vũ, sắp hàng hai bên đường ăn mừng, thanh âm như một làn sóng, giả dích không dứt. Lần này truyền thừa Tam Vương mở ra, kéo dài hơn nửa tháng. Thiết Mộ Bạch lấy sức lực của một người, thay đổi cục diện núi Tam Xoa, liên hợp chính đạo, trục xuất ma đạo, khiến phong vân nổi loạn. Thân thể giả nua thể hiện rõ bá khí to lớn của tộc trưởng Thiết gia ngày xưa. Nhân vật ma đạo đều bị đuổi đi nhưng lại không cam tâm, chỉ có thể vây xung quanh núi Tam Xoa, nhìn ba cột sáng càng ngày càng nhỏ. Sau khi truyền thừa đóng lại, Thiết Mộ Bạch bố trí tiệc rượu, mời gần vạn cổ sư chính đạo đến dự. Tiệc rượu ngoài trời, bao phủ một mảng lớn sườn núi. Cổ sư lấy núi đá làm bàn, màn trời chiếu đất, thịt ngon rượu thơm, cười cười nói nói. Ván bối Dịch Hỏa, xin kính lão tiền bối một chén. Dịch Hỏa đứng lên, hai tay dâng chén rượu, hướng về Thiết Mộ Bạch đang ngồi vị trí chủ vị, cúi người bái thật sâu. Trong mấy gia tộc lớn, Thương gia từ trước đến nay tài tử xuất hiện lớp lớp. Nghe nói Thương gia bây giờ đã là Thương Yến Phi làm chủ rồi hả? Từ nhỏ, Thương Yến Phi đã tư chất hơn người, người cũng không tệ. Ngồi đi. Thiết Mộ Bạch nhấp một ngụm, nói, lấy bối phận của ông, Thương Yến Phi cũng là vãn bối. Với tu vi ngũ truyền đỉnh phong của ông, cho dù Thương Yến Phi kinh tài tuyệt diễm cũng có chỗ không bì kịp. Dịch Hỏa chỉ có thể gật đầu, chậm rãi ngồi xuống, trong lòng thở dài một hơi. Sự có mặt của Thiết Mộ Bạch đã khiến kế hoạch xưng bá núi Tam Xoa của ông ta bị sinh non. Đối mặt với vị cường giả thế hệ trước này, Dịch Hỏa chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, căn bản không thể tranh đấu với ông. Thiết lão tộc trưởng, ta xin đại diện Dực gia chúc mừng ngài xuất quan. Tính tình gia lão Dực Trùng của Dực gia vốn nóng nảy, nhưng giờ phút này ở trước mặt Thiết Mộ Bạch, ông ta phải tỏ ra nhu thuận như cháu trai. Cổ tiên từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hành tung lúc ẩn lúc hiện. Đối với đại đa số người mà nói, cổ sư tứ truyền chính là chư hầu bá chủ một phương, mà cổ sư ngũ truyền chính là đế hoàng đứng trên đỉnh cao của thế tục. Thiết Mộ Bạch xuất quan, chính là đế hoàng đi tuần, chư hầu chỉ có thể khom lưng đến đây yết kiến. Thiết lão tộc trưởng, ngài là vinh quang của chính đạo Nam Cương chúng ta, hùng phong vẫn như cũ. Một câu nói đã khiến gần vạn tên tặc tử ma đạo bất đắc dĩ rút đi, khiến vãn bối bội phục đầu rạp xuống đất. Đáng tiếc tên tiểu tặc Phương Chính kia trốn quá nhanh, vài ngày trước khi ngài tới, hắn đã chạy khỏi núi Tam Xoa. Bên kia, Vũ Thần Thông âm trầm nói một câu, ngươi nói là tiểu thú vương à? Thiết Mộ Bạch cười nhạt một tiếng, cũng không tức giận. Tiểu gia hỏa này vô cùng ưu tú. Ta đã nghe sự tích của hắn, rất đáng gờm. Một mình dốc sức dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nổi lên nhanh như một tia chớp, trở thành ngôi sao mới của ma đạo. Nhìn như lỗ mãng ngang ngược, thực ra tính trước làm sau, tinh thông mưu lược. Một số người của Thiết gia đã chết ở trong tay của hắn cũng không oan uổng. Thiết Mộ Bạch tiếp tục nói, ông nói làm người khác phải giật mình. Với tư cách là khổ chủ, bị mạo phạm uy nghiêm, thế mà Thiết gia lão tộc trưởng lại ở trước mặt mọi người tán thưởng địch nhân của mình. Có lời đồn tính tình của vị lão tộc trưởng Thiết gia này nóng nảy, ghét cái ác như kẻ thù. Tại sao sau khi gặp mặt lại thấy không giống trong lời đồn, ngược lại ôn tồn lễ độ, không quan tâm hơn thua. Vũ Thần Thông thầm giật mình, đang muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên trông thấy Thiết Mộ Bạch nhìn mình. Ánh mắt sâu không lường được, có trải qua hồng trần, có khám phá trí tuệ của thế tục. Vũ Thần Thông bị ánh mắt này nhìn một cái, lập tức cảm thấy tâm cơ của mình bị nhìn thấu. Toàn thân xuất hiện một tầng mồ hôi, khó mà mở miệng. Các ngươi cảm thấy kỳ quái sao? Thiết Mộ Bạch liếc nhìn một vòng, mang theo ý cười, chậm rãi mở miệng, được xưng là vinh quang của Thiết gia, vì sao ta phải công khai tán thưởng một kẻ thù không đội trời chung với Thiết gia? Ha ha ha, tán thưởng kẻ thù,
Cái này gọi là tăng thêm uy phong người khác, diệt chí khí của mình. Nhưng thực ra những người có chí khí thì làm sao có thể bị dập tắt bởi dăm ba câu như vậy? Tán thưởng kẻ thù của ngươi, ngươi mới có thể phát hiện sở trường của đối phương, nhận ra khuyết điểm của mình. Càng nghiêm túc đối đãi địch nhân của ngươi, không bị cầu hận che mờ lý trí. Thiết Nhược Nam đứng sau lưng Thiết Mộ Bạch nghe xong, toàn thân chấn động. Nàng biết, lão tộc trưởng Thiết Mộ Bạch hơn phân nửa là nói cho nàng nghe. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 458, để hắn bay cao hơn chút nữa một. Sau khi Thiết Mộ Bạch ra khỏi truyền thừa, mấy ngày nay, ông đã tiến hành chỉ dạy cho nàng. Ông tặng cổ trùng kim đạo cho nàng, truyền thụ kỹ xảo sử dụng, đồng thời còn dạy nàng triết lý đối nhân xử thế. Không nên bị cừu hận che mờ lý trí, phải tán thưởng kẻ thù của mình. Thiết Nhược Nam nghiền ngẫm những lời của ông, trong lòng suy nghĩ. Nhược Nam, ngươi cảm thấy phương chính này như thế nào? Thiết Mộ Bạch bỗng nhiên chỉ đích danh. Vâng. Thiết Nhược Nam tiến lên một bước, bẩm báo. Mặc dù con rất hận hắn, nhưng con cũng không thể không thừa nhận phương chính vượt trội hơn người ở đây rất nhiều. Hắn có can đảm mạo hiểm, nhưng biết mưu tính trước, sau đó mới hành động. Mặc dù hắn là cổ sư lực đạo, nhưng có cường đại nhất định, thủ đoạn trinh sát không tầm thường. Điểm này, từ việc hắn chặn đường chúng ta là có thể nhìn ra. Con đường con và gia lão Thiết Bá Tu lựa chọn là cơ mật đến cỡ nào. Trong khi những người khác chẳng hay biết gì, chỉ có Phương Nguyên phát giác, chặn đường một cách chính xác không sai một ly. Lão tộc trưởng đại nhân ngài bí mật đến núi Tam Xoa, tất cả mọi người không biết, duy chỉ Phương Chính sớm đã rời xa. Tên tiểu thú vương này, mặc dù danh tiếng rất cao, nhưng lại ẩn nấp rất sâu, tuyệt đối không thể coi thường. Rất tốt, phân tích không tệ. Thiết Mộ Bạch gật đầu, ánh mắt hiện lên sự tán thưởng. Ông tiếp tục nói, trên thế giới này có một thứ càng chân quý hơn sinh mạng, đó chính là vinh quang. Muôn đời trước chỉ có nhân tổ Thái tử Thái Nhật Dương Mãng, vì tìm kiếm vinh quang mà bỏ sinh mệnh. Nhược Nam à, tên Phương Chính này là nhiệm vụ ta giao cho ngươi. Bắt giữ hắn, hoặc là giết chết hắn, nỗi nhục của ngươi sẽ được rửa sạch, tăng thêm một phần vinh quang thuộc về ngươi. Rất nhiều người gọi ta là vinh quang của Thiết gia, nhưng ta phải nói cho ngươi biết, vinh quang của Thiết gia không phải một mình ta, mà là các ngươi, người ở các đời sau bảo vệ. Thiết Mộ Bạch nói đến đây, ánh mắt chuyển sang tất cả mọi người trong bữa tiệc, giọng nói lớn hơn. Tương tự, vinh quang của chính đạo cũng là do mọi người chúng ta bảo vệ. Nào, chúng ta uống một chén, để vinh quang của chính nghĩa chiếu rọi thiên hạ, như ánh sáng mặt trời đẩy lùi bóng tối, để ma đạo không còn tồn tại nữa. Đẩy lùi bóng tối, để ma đạo không còn tồn tại nữa. Gần vạn cổ sư chính đạo cùng nhau giơ ly rượu lên, đồng thanh hét to. Âm thanh hùng dũng truyền đi ngàn dặm, vô số nhân vật ma đạo vì đó mà biến sắc. Đáng hận thật, Thiết Mộ Bạch này. Vinh quang của Thiết gia, năm tháng cũng không xóa đi hào quang của ông ta. Thật sự đáng sợ, tựa như mặt trời vậy, lóa mắt vô cùng. Hai, ông ta xuất quan, coi như ma đạo chúng ta xui xẻo. Ánh nắng của Thái Cổ chiếu khắp vạn vật sinh linh. Ve mùa hạ ồn ào, huyên náo tạo nên sức sống cho sinh mệnh. Cây cối hình thành một mảng râm mát lớn cũng lắc lư theo gió. Một vạc rượu ngon lớn bày ở trước mặt Thái Nhật Dương Mãng, y nhíu mày không uống. Cổ thần Du à, cổ thần Du, ngươi lại hại ta khổ rồi. Hiện tại ta có rượu ngon cũng không dám uống. Chỉ sợ sau khi uống say, ta sẽ bị ngươi đưa đến nơi nguy hiểm khác. Thái Nhật Dương Mãng buồn rầu thở dài. Hai lần trước, một lần y bị cổ thần Du dẫn tới vực sâu bình thường, một lần được đưa tới trong chảo dầu của người Long. May mắn vận khí tốt, hai lần đều hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Cổ thần Du nói, Thái tử nhân tộc à, ta cũng không phải cố ý hãm hại ngươi. Thật ra, mỗi một lần sau khi ngươi say rượu đều sử dụng sức mạnh của ta. Ta vô tội mà, huống hồ ta đã từng cứu ngươi một mạng, không phải sao?
Cổ thần Du quả thật đã từng cứu Thái Nhật Dương Mãng một lần từ trong tay Ong Mật Ban Hồ. Thái Nhật Dương Mãng thở dài suy sụp, chuyện đã qua không cần nhắc lại, bây giờ do ngươi, ta không dám uống rượu ngon. Cuộc sống của ta trở nên không còn thú vui nữa rồi. Cổ thần Du nghe y ói như vậy, cũng cảm thấy hổ thẹn. Nếu như vậy, để ta dạy ngươi một cách. Ngươi lên trời, ở bên trong thanh thiên của Cửu Trọng Thiên có một khu rừng trúc. Bên trong rừng trúc, ngươi bẻ một đốt ngọc trúc bích không. Sau đó ngươi đến lam thiên của Cửu Trọng Thiên, ban ngày thì thu thập mảnh vụn tinh quang bên trong kim cương bát giác. Sáng sớm, ngươi bay về phía bầu trời, mượn ánh sáng vinh diệu của mặt trời mới mọc, biến ta thành cổ định tiên du. Sau khi ta trở thành cái cổ đó, ta sẽ không mang ngươi đang say không biết gì đi loạn. Thái Nhật Dương Mãng nghe vậy, lập tức vui mừng khôn xiết. Nhưng y cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy hy vọng xa vời. Cổ à, ta từ nhỏ chân đạp đất, không nhẹ nhàng linh hoạt như mây khói, cũng không có cánh chim, sao có thể bay lên trên trời xanh, ngắt ngọc trúc? Làm sao có thể thu thập mảnh vụn tinh quang bên trong kim cương bát giác? Càng không khả năng bay về phía mặt trời mới mọc. Cổ thần Du nói, cũng đúng nhỉ, người không biết bay, nhưng cũng không thành vấn đề. Chúng ta có thể xin cổ trí tuệ giúp đỡ. Trí tuệ của nó sâu không lường được, nhất định sẽ có biện pháp. Thái Nhật Dương Mãng và cổ trí tuệ sớm có giao tình. Sở dĩ Thái Nhật Dương Mãng biết uống rượu là do cổ trí tuệ dạy y. Nhưng lúc trước cổ trí tuệ dạy y uống rượu chỉ là muốn cho y không phiền muộn. Nhận ra Thái Nhật Dương Mãng muốn tìm mình, nó vội vàng né tránh. Thái Nhật Dương Mãng không tìm được cổ trí tuệ, y vô cùng chán nản. Nhưng cổ thần Du lại nói, tìm không thấy cổ trí tuệ, chúng ta có thể đi gặp cổ tư tưởng. Nó là mẹ của cổ trí tuệ. Thái Nhật Dương Mãng tìm đến cổ tư tưởng, tìm kiếm cách để bay lượn. Cổ tư tưởng liền nói, ngươi tìm ta xem như đã tìm đúng người, bởi vì tư tưởng trời sinh đã có cánh tự do. Thế nhưng tư tưởng của mỗi người cũng không giống nhau, có loại cánh như thế nào thì phải xem bản thân ngươi. Nói xong, cổ tư tưởng phát ra ánh sáng ôn nhuận, làm phép cho Thái Nhật Dương Mãng. Ở bên trong ánh sáng, phía sau Thái Nhật Dương Mãng mọc ra một đôi cánh trắng nõn tinh tế. Đôi cánh này vô cùng xinh đẹp, trắng như tuyết, không một chút vết bẩn. Tựa như cánh chim bổ câu trắng của tư tưởng liếc mắt nhìn, lại nói, đôi cánh này của ngươi gọi là bản thân. Mỗi người đều có tư tưởng của bản thân mình. Đôi cánh này rất linh hoạt, cũng rất tự do. Nhưng ngươi phải cẩn thận, không được để cho ánh nắng chiếu vào quá mức. Nếu không bản thân không phải phình to lên thì chính là thu nhỏ lại. Chàng thanh niên à, ngươi phải nhớ lấy lời dặn dò của ta. Bay càng cao thì sẽ té càng đau. Cổ tư tưởng cuối cùng nói một câu ý vị sâu xa. Thái Nhật Dương Mãng có được cánh chim điều khiển theo suy nghĩ của mình, hết sức cao hứng, lúc này liền bay về phía bầu trời. Y bay rồi bay, càng bay càng cao. Sinh ra đã không biết bay lượn, bây giờ bay lượn giống như chim mang đến cho Thái Nhật Dương Mãng cảm giác hết sức mới lạ. Y tự do tự tại chơi đùa trên bầu trời, vô cùng vui vẻ. Đồng thời, y cũng nhớ kỹ lời căn dặn của cổ, tư tưởng không để ánh nắng mặt trời chiếu xuống quá lâu. Mỗi khi trời nắng, y sẽ bay vào trong tầng mây trốn đi. Cứ như vậy, Thái Nhật Dương Mãng bay thẳng lên, rốt cục bay đến bên trên cực thiên, nằm dưới thanh thiên. Ở nơi đó, từng cây ngọc trúc mọc ra từ trong không khí, cành lá màu xanh thẫm sum suê. Bộ rễ cây ngọc trúc chìm trong hư không, trúc nhọn xuyên qua hư không, từ bên ngoài nhìn vào, chỉ nhìn được phần giữa của thân tre. Thái Nhật Dương Mãng tiện tay bẻ một đốt, đốt trúc màu xanh tựa như làm từ ngọc, lớn chừng bàn tay, ở giữa trống không, trơn bóng thấm lạnh. Thái Nhật Dương Mãng có được đốt ngọc trúc, không khỏi cao hứng, y lại tiếp tục bay lên. Bầu trời của Thái Cổ chia ra làm 9 tầng, theo thứ tự là Bạch Thiên, Xích Thiên, Chanh Thiên, Hoàng Thiên, Lục Thiên, Thanh Thiên, Lam Thiên, Tử Thiên, Hắc Thiên. Thái Nhật Dương Mãng ở Thanh Thiên, hái ngọc trúc của Thanh Thiên. Mấy ngày sau, y lại bay lên Lam Thiên cao hơn một tầng.
Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 459, để hắn bay cao hơn chút nữa hai. Ban đêm, bên trong Lam Thiên ánh sao sáng chói. Trong lúc sao trời chơi đùa chạy vội, rơi xuống vô số mảnh sao. Những mảnh sao này tập hợp thành biển, tỏa ra ánh sáng màu bạc rực rỡ của sao trời, chảy qua cả bầu trời xanh. Thái Nhật Dương mãng vỗ đôi cánh tư tưởng, chui vào tinh hà ngao du. Y ở bên trong dòng sông sao vô biên vô tận, vất vả tìm kiếm. Sao bảy giác, 16 giác, y đều không cần. Y chỉ cần sao bát giác. Loại sao này giống như từng viên kim cương, óng ánh long lanh, hoàn mỹ không một tỉ vết. Y tìm rất lâu, rốt cuộc tìm được một viên. Ngày hôm sau, sau khi tìm thấy, lúc Thái Dương vừa mới mọc lên từ phương đông, y liền bay về phía mặt trời mọc. Mặt trời mới mọc như một khối đèn lồng đỏ rực, tỏa ra ánh sáng ấm áp. Ánh nắng này cũng không hề tầm thường, chính là ánh sáng của vinh quang, có thể chiếu rọi vạn vật sinh linh, xuyên qua dòng sông thời gian. Thái Nhật Dương mãng tay trái cầm ngọc trúc thanh thiên, tay phải cầm ngôi sao kim cương bát giác, vừa bay về phía mặt trời mọc, vừa gọi ra cổ thần du. Dưới ánh sáng vinh quang chiếu xuống, cổ thần du nuốt mảnh vỡ ngôi sao vào, sau đó chui vào bên trong ngọc trúc. Thái Nhật Dương mãng, ta cần thời gian kết kén hóa bướm, cuối cùng biến thành cổ định tiên du. Trong khoảng thời gian này, ngươi hãy bay mãi về phía mặt trời, không được đứt đoạn mất ánh sáng vinh quang. Nhưng ngươi càng phải cẩn thận, cổ tư tưởng đã từng nói, chú ý đôi cánh tư tưởng sau lưng ngươi. Một khi ta hóa bướm thành công, ngươi hãy nhanh chóng bay vào trong mây. Nhớ lấy. Cổ thần du dặn dò. Thái Nhật Dương mãng cười ha ha một tiếng. Cổ à, ngươi cứ yên tâm đi. Ta ngay cả vực sâu bình phàm cũng đã xông qua. Ở chỗ người lông cũng có thể tìm được đường sống. Có cổ thanh danh, lại khám phá được hư vinh. Ánh nắng vinh quang cũng không thể làm gì được ta. Vậy thì ta an tâm rồi. Giọng nói của cổ thần du dần dần yếu ớt. Ánh nắng sáng chói dần dần ngưng tụ thành sợi tơ, tạo thành kén ánh sáng, bao bọc cổ thần du và ngọc trúc lại. Thái Nhật Dương mãng đập hai cánh trắng noãn, bay về phía mặt trời. Trong quá trình này, quang kén càng ngày càng nặng, càng ngày càng dày. Sau một lát, quang kén đột nhiên vỡ ra, từ bên trong bay ra một con bướm tỏa ra ánh sáng xanh lục trong suốt. Cuối cùng ta cũng đã thành công. Từ hôm nay trở đi, ta cũng không phải là cổ thần du, mà là cổ định tiên du. Ha ha ha. Cổ định tiên du vòng quanh Thái Nhật Dương mãng, cao hứng bay múa. Bỗng nhiên nó kinh hô một tiếng. À, không được. Thái Nhật Dương mãng, ngươi mau nhìn cánh của ngươi. Dưới ánh nắng chiếu rọi, hai cánh sau lưng Thái Nhật Dương mãng trở nên to hơn gấp 3 lần ban đầu. Đừng ngạc nhiên, ta đã sớm chú ý tới, có ảnh hưởng gì đâu. Cánh càng lớn thì càng có lực, ta sẽ bay càng cao, bay càng nhanh. Thái Nhật Dương mãng cười nói, mau trốn vào trong tầng mây đi, đừng bay nữa. Cổ định tiên du lo lắng nói, không có vấn đề gì, không có vấn đề gì. Thái Nhật Dương mãng không thèm để ý chút nào. Cánh sau lưng mình càng dài càng lớn, cuối cùng còn to lớn hơn cả người y. Tốc độ bay của Thái Nhật Dương mãng cũng càng lúc càng nhanh. Cổ định tiên du à, ngươi nói phía trên cửu trọng thiên sẽ có cái gì? Y càng bay lên cao hơn. Đừng bay, đừng bay nữa. Nếu ngươi rơi xuống, ta sẽ không giúp được ngươi đâu. Cổ định tiên du vô cùng lo lắng. Chẳng sao cả, sao ta có thể rơi xuống chứ? Ngươi xem cánh của ta cường đại cỡ nào, có lực cỡ nào. Thái Nhật Dương mãng vừa mới phản bác, cánh sau lưng y bành trướng đến cực hạn, nổ tung. Mấy đi đôi cánh, Thái Nhật Dương mãng lập tức rơi xuống. Cuối cùng, y đập xuống đất, thịt nát xương tàn. Con trai lớn của nhân tổ cứ như vậy đi đời nhà mà. Nam Cương, núi Hỏa Thán. Trên núi đá màu đỏ có đặt một vò rượu. Dựa vào nhiệt trên nền đất của núi Hỏa Thán, rượu được duy trì ở nhiệt độ nhất định. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, Phương Nguyên bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, cảm thán nói, loại rượu miên khúc này thích hợp uống lúc ấm nhất. Bạch Ngưng Băng ngồi một bên, nhưng không động đến rượu,
chỉ nhìn về hướng núi Tam Xoa. Ở nơi đó, ba trụ ánh sáng ba màu khác nhau phóng lên tận trời, xuyên thẳng thương khung. Ngươi còn có thể uống được rượu. Bây giờ đã qua mấy tháng, truyền thừa Tam Vương đã liên tục mở ra hai lần. Thiết Mộ Bạch khống chế núi Tam Xoa, đuổi tất cả cổ sư ma đạo đi. Mấy tháng nay, chúng ta nằm vùng ở trên núi Hòa Thán, cứ trơ mắt nhìn như vậy sao? Bạch Ngưng Băng bất mãn nói. Nàng không sợ chết, chỉ muốn truy tìm điều đặc sắc nhất của sinh mệnh. Có lẽ là bị tứ lão Thiết gia vây khốn nên chịu kích thích, hoặc cùng có thể vì thực lực của Phương Nguyên đã vượt qua nàng. Mấy ngày qua, nàng không ngừng khổ tu, không chút cố kỵ, tư chất của mình càng ngày càng cao. Theo ta thấy, chúng ta cũng có thể tiến vào trong truyền thừa Tam Vương. Chỉ cần nhắm đúng thời cơ, thừa dịp đám người Thiết Mộ Bạch tiến vào truyền thừa, chúng ta có thể khởi hành. Dựa vào thực lực của chúng ta, núi Tam Xoa không ai có thể ngăn cản chúng ta. Bạch Ngưng Băng kích động muốn tiến vào, nhưng Phương Nguyên dù bận vẫn ung dung, thản nhiên khoát tay. Đừng vội, đừng vội. Thiết Mộ Bạch danh xưng vinh quang của Thiết gia, chính là tộc trưởng đời trước, tu vi ngũ truyền đỉnh phong. Ông ta là nhân vật cao cao tại thượng cỡ nào? So với ông ta, chúng ta chỉ là chuột dưới chân ông ta mà thôi. Hãy để ông ta bay cao thêm chút nữa đi. Nói xong, hắn giơ ly rượu lên, hướng về phía núi Tam Xoa, cười khẽ. Nào, Thiết Mộ Bạch tiền bối đại nhân, vãn bối ta mời ngài một chén rượu. Bạch Ngưng Băng liếc mắt nhìn Phương Nguyên một chút, chỉ thấy hai con ngươi đen như mực, tĩnh mịch như đầm, sâu không lường được trung châu. Phúc Địa Hồ Tiên, một ngọn núi cao lớn sừng sững chính giữa Phúc Địa. Nó có tên là núi Đáng Hồn, toàn thân màu đỏ, tản ra ánh sáng mộng ảo. Lúc này, đệ tử tinh anh của 10 môn phái như những con kiến, cố gắng leo lên đỉnh núi. Giữa sườn núi, Phương Chính nhễ nhại mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, hai tay bám vào vách đá, thở hổn hển. Vạn vật sinh linh chỉ cần gần núi Đáng Hồn, hồn phách phải tiếp nhận sự chấn động. Phương Chính leo càng lên cao, đầu óc càng choáng váng, hồn phách giống như có một cơn gió lớn quét qua, lắc lư như sắp đổ. Ai chà, ngươi sắp không kiên trì nổi nữa rồi sao? Vậy thì từ bỏ đi. Ngươi nhìn ngươi đi sau người khác nhiều như vậy, làm sao mà có thể chiến thắng chứ? Chi bằng trực tiếp từ bỏ cho rồi. Dù sao ngươi cũng đã không còn hy vọng. Địa Linh Hồ Tiên chu cái miệng nhỏ, bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Phương Chính. Địa Linh Hồ Tiên hình dáng giống như bé gái, da thịt trắng như tuyết, ánh mắt đen nhánh tỏa ra ánh sáng thuần khiết. Điều khiến cho người ta chú ý chính là phía sau mông của nó có một cái đuôi cáo màu trắng rất lớn, lông xù, nhìn rất đáng yêu, khiến cho người ta chỉ muốn nắm chặt. Lúc này, Địa Linh Hồ Tiên an vị trong hư không, vừa nhìn Phương Chính vừa trêu ghẹo. Phương Chính cũng không kinh ngạc. Y leo từ chân núi đến bây giờ, Địa Linh Hồ Tiên đã xuất hiện rất nhiều lần, lần nào cũng giống như đang xem kịch, rất nghịch ngợm. Phương Chính đã tìm được phương pháp đối phó với cô bé, chính là không để ý đến nó nữa. Quả nhiên, Địa Linh Hồ Tiên thấy Phương Chính không lên tiếng, cảm thấy không thú vị, càng bĩu môi hơn. Cái tên ngu ngốc này đúng là nhàm chán, đừng có mà trở thành chủ nhân của ta. Nếu không, cuộc sống của ta sẽ không còn thú vị nữa. Hi hi, chơi với người khác vui hơn. Nói xong, cô bé biến mất, tìm đệ tử tinh anh khác để chiêu chọc. Sau khi Địa Linh Hồ Tiên đi rồi, bên trong không khiếu của Phương Chính, ký hồn tảo chuyển động rất nhỏ. Sau đó vang lên âm thanh của Thiên Hạc Thượng Nhân. Phương Chính, cố gắng kiên trì. Bây giờ chưa phải lúc ta xuất hiện. Ngươi nhất định phải leo lên đến sườn núi, khi đó chúng ta mới có khả năng chiến thắng. Kiên trì, phải kiên trì. Sức mạnh hồn phách có thể đào móc. Ngươi còn có rất nhiều tiềm năng chưa thể hiện ra. Các bạn đang nghe chuyện Cổ Chân Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 460 Địa Linh, Cổ Tiên Chi Thương. Nghe sư phụ cổ vũ, ánh mắt vốn mơ hồ của Phương Chính một lần nữa kiên định lại. Y đáp lại trong lòng, sư phụ, người yên tâm đi, con sẽ kiên trì.
con chỉ muốn nghỉ ngơi, thở một cái mà thôi. Ngừng lại một chút, Phương Chính hỏi, sư phụ, con vẫn có một câu hỏi, địa linh là thứ gì vậy? Vừa nãy địa linh hồ tiên ở bên cạnh con, người nói con chỉ cần một tay bắt được nó, có phải không cần leo lên núi nữa không? Thiên Hạc thượng nhân giật mình, vội vàng khiển trách, tên nhóc này đúng là không biết không sợ, ngay cả địa linh mà cũng dám đánh chủ ý. Ngươi có biết địa linh hình thành như thế nào không? Đây chính là ý chí và mảnh vỡ hồn phách cổ tiên để lại sau khi chết, kết hợp với lực phúc địa mà hình thành linh thể. Cái gì? Địa linh khi còn sống chính là cổ tiên. Phương Chính cũng giật mình. Không sai. Địa linh hổ tiên mà ngươi nhìn thấy khi này chính là hổ tiên sau khi chết biến thành. Chỉ là không còn ký ức của lúc còn sống, chỉ còn chấp niệm cuối cùng. Ngươi đừng nhìn nó vô hại như vậy. Bên trong phúc địa hổ tiên, nó có thể tự do khống chế lực trời đất. Chống lại cổ tiên, nó có thể giam ngươi bất cứ lúc nào. Ngay cả cổ trùng, bất luận từ nhất truyền đến ngũ truyền, chỉ có cổ tiên lục truyền mới có thể tự do hoạt động trong phúc địa. Phương Chính, ngươi thật sự cả gan làm loạn. Ngươi hãy leo núi đàng hoàng cho ta, tuyệt đối không được có suy nghĩ không thiết thực nữa. Thiên Hạc thượng nhân dạy dỗ. Vâng, sư phụ, con không dám nữa. Phương Chính liên tục gật đầu, nhận sai trong lòng. Thiên Hạc thượng nhân dạy dỗ Phương Chính một lúc, sau đó dừng lại, rồi tiếp tục cổ vũ y. Ngươi đã hiểu rồi chứ? Chỉ cần ngươi trở thành chủ phúc địa, ngươi có thể hiệu lệnh địa linh. Chỉ cần bên trong phúc địa, địa linh còn tồn tại lâu hơn so với cổ tiên. Phương Chính nghe xong, không khỏi sợ ngây người. Đây là hiệu quả lớn đến cỡ nào, giống như nhận được sự phò tá của một vị cổ tiên. Thiên Hạc thượng nhân nói tiếp, nhưng địa linh không thể rời khỏi phúc địa. Tinh túy chân chính của truyền thừa hổ tiên vẫn còn nằm trong khu vực phúc địa rộng lớn này. Phương Chính, cấp độ của ngươi còn quá thấp, thứ không biết vẫn còn nhiều. Chờ ngươi kế thừa phúc địa, ngươi sẽ từ từ hiểu ra phúc địa có sự trợ giúp đối với cổ sư lớn như thế nào. Phương Chính, ngươi thật sự quá may mắn, gặp được một phúc địa hữu linh, nhận được sự trợ giúp của môn phái. Nếu là phúc địa vô linh, hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Phương Chính không khỏi hiếu kỳ, sư phụ, vô linh phúc địa là như thế nào? Thiên Hạc thượng nhân đáp, vô linh phúc địa chú định diệt vong, giống như một con thần long ngủ say. Tất cả mọi người đều có thể hút máu nó, ăn thịt của nó, cho đến lúc nó chết, nó cũng không thức dậy. Phương Chính, chờ ngươi trở thành chủ nhân phúc địa, ngươi hãy đem tài nguyên bên trong phúc địa nộp cho môn phái. Tiên Hạc môn bồi dưỡng ngươi, ngươi cũng phải đền đáp môn phái. Môn phái lớn mạnh, bảo vệ cho ngươi cũng càng lớn. Ngươi hiểu đạo lý này chứ? Vâng, con hiểu rồi. Là Tiên Hạc môn chứa chấp con, không có sự trợ giúp của Tiên Hạc môn, con không có hy vọng cạnh tranh truyền thừa, càng không có khả năng báo thù ca ca. Nếu có thể, con không những muốn hồi báo môn phái, mà còn muốn trợ giúp sư phụ phục sinh. Phương Chính liên tục gật đầu, ánh mắt thanh tịnh. Trong lòng y vẫn luôn tôn sùng và cảm kích Tiên Hạc môn. Thiên Hạc thượng nhân nghe xong, không khỏi ngẩn người, sau đó gượng cười, đồ đệ ngốc, người chết sao có thể tùy tiện phục sinh. Ngươi có tâm ý này đã là tốt lắm rồi. Vinh quang chính đạo bao phủ núi Tam Xoa. Dưới ảnh hưởng của Thiết Mộ Bạch, nhân sĩ chính đạo trở thành người duy nhất được thăm dò truyền thừa Tam Vương. Phàm là cổ sư ma đạo đều bị khu trục, không được bước vào núi Tam Xoa một bước. Thiết Mộ Bạch quá bá đạo, trực tiếp quyết định không cho chúng ta tiến vào. Ông ta đường đường là tiền bối cao nhân, nhưng lại tham lam như vậy. Ăn thịt xương cũng không để lại chút canh cho chúng ta hút. Quan trọng là thời gian truyền thừa Tam Vương mở ra càng lúc càng ngắn, ba cột sáng cũng càng lúc càng yếu. Xem ra, như Tiểu Thú Vương đã nói một tháng trước, phúc địa cổ tiên suy bại, không bao lâu nữa sẽ bị hủy diệt triệt để. Trong lòng đám cổ sư ma đạo càng lúc càng nôn nóng, phẫn nộ. Cơ duyên trăm năm khó có được đang ở trước mắt, nhưng bọn họ lại bị loại trừ ra ngoài. Nhìn thấy mà không ăn được. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Các huynh đệ, chúng ta cùng nhau xông vào. Thiết Mộ Bạch có lợi hại hơn nữa,
còn có thể tru diệt tất cả chúng ta hay sao? Có người gầm thét, đứng ra cổ động mọi người. Chúng ta có thể thừa dịp sau khi Thiết Mộ Bạch tiến vào truyền thừa thì xông vào núi. Cứ như vậy, lực cản chúng ta sẽ nhỏ đi rất nhiều. Có người đề nghị, phương pháp này có lỗ hổng. Khi chúng ta ra khỏi truyền thừa, nói không chừng Thiết Mộ Bạch cũng ra. Hơn nữa, không ai biết chúng ta sẽ bị chính đạo vây giết tại cái góc nào của núi Tam Xoa nữa. Có người phản bác, vậy thì thế nào? Cầu phú quý trong nguy hiểm, không vào hang cọp sau bắt được cọp con. Không muốn mạo hiểm lại muốn kiếm tiện nghi. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Trong lúc đám người ma đạo ồn ào chửi mắng, bên tai bỗng nhiên truyền đến âm thanh gào thét của bách quỷ. Bầu trời vừa nãy còn đang trong xanh, lúc này trở nên mây đen cuồn cuộn. Bên trong đám mây đen như mực truyền ra âm thanh chói tai, cạc cạc. Thiết Mộ Bạch, ngươi đã xuất quan rồi sao? Tại sao lại không báo lão bằng hữu này một tiếng hả? Mây đen sôi trào, hình thành một cái mặt người khổng lồ, mũi ương, hốc mắt sâu, nhìn chằm chằm núi Tam Xoa. Tiếng cười và uy thế như vậy, chỉ có Vu Quỷ đại nhân của ma đạo chúng ta. Ta nhớ ra rồi. Vu Quỷ đại nhân cũng là ngũ truyền đỉnh phong, cường giả thế hệ trước, là kẻ địch lâu năm của Thiết Mộ Bạch. Chính đạo có gì đặc biệt hơn người chứ? Ma đạo chúng ta cũng có cường giả. Lên đi, Vu Quỷ đại nhân. Nhất thời, người trong ma đạo đều vui mừng. Người nào hai mắt cũng tỏa sáng, có người kêu to, có người hò hét. Mây đen thúc đẩy, rất nhanh đã bao phủ núi Tam Xoa. Thanh thế khổng lồ, chẳng khác nào thiên quân vạn mã. Nhất thời, ngay cả ánh nắng cũng bị che phủ. Núi Tam Xoa trở nên âm u, cổ sư chính đạo đều bàng hoàng. Còn có uy thế này sao? Đây chính là Vu Quỷ lão ma, nghĩ không ra ông ta còn sống. Vu Quỷ lão ma, tuổi của ông ta đã mấy trăm năm rồi. Năm đó, khi ông ta trùng kích lục truyền, bị Thiết Mộ Bạch đại nhân mới ra đời vô ý phá hư, bởi vậy ông ta ghi hận trong lòng, từng nhiều lần đổ sát Thiết gia tộc để trả đũa. Vu Quỷ, mấy năm qua ngươi trốn ở chân trời góc biển nào? Hôm nay, ngươi lại muốn nếm thử mùi vị thất bại nữa sao? Đỉnh núi đột nhiên tản ra kim quang. Bên trong kim quang, Thiết Mộ Bạch đứng một cách ngạo nghễ, chắp tay sau lưng, nhìn mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, giọng nói bình thản. Hừ, hơn 10 năm trước để cho ngươi may mắn thắng được một chiêu nửa thức, ngươi đúng là giật lên tới trời. Tiểu tặc, hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn. Mây đen sôi trào như nước, bỗng ngưng tụ thành một bàn tay chộp tới Thiết Mộ Bạch. Bàn tay này còn muốn lớn hơn ngọn núi cỡ nhỏ, uy danh hiển hách, đơn giản khiếp người, rất có khí độ chóc tinh não nguyệt. Bàn tay mây đen nhanh chóng chộp xuống, khí ăn mòn dâng lên. Bàn tay bao trùm cả một vùng núi. Tất cả núi đá, cây cối bị bàn tay bao trùm đều hóa thành nước. Người cũng vẫn như vậy thôi. Thiết Mộ Bạch hừ lạnh một tiếng, dẫm chân xuống, hóa thành một đạo kim mang sắc bén, trực tiếp đánh tan bàn tay mây đen, sau đó phóng lên bầu trời. Kim mang sáng chói như lưu tinh, giống như thiểm điện, đụng vào mây đen đầy trời. Sau một khắc, tiếng nổ lôi đình liên tiếp bộc phát. Mây đen phun trào, điện quang màu vàng lấp lóe không ngừng. Hai cổ sư ngũ truyền đỉnh phong giao thủ trong mây đen. Mặc dù không nhìn thấy rõ tình huống, nhưng mọi người vẫn cảm nhận được sự cường đại của cả hai từ dư âm của cuộc chiến. Các bạn vừa nghe xong tập 46 của bộ truyện Cổ Chân Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.